sông nhìn khói lam trên đồng. Cánh diều xưa đẹp quá đem mơ ước thơ ngày bay giữa ngàn gió mây. Và từng đêm thanh vắng trong sao sáng vân vân, bất khuân ai biết mai sao đời mình ra hàng tre nghiêng bóng trong qua tìm lâu đông mẹ xót xa trong lòng. Rồi tháng năm càng cuối lối mòn chân đê từng bước em quay người, khói chiều xưa còn chiều hôm qua. Sáng giờ chạy ra nhà chú Tư Nê á, nghe ngoại anh nói chú có bầy heo sắp sửa phá bầy, anh đã dặn trước để không thôi người ta dặn hết á. Chà, hẹn năm nào anh cũng bắt heo về nuôi ha. Siêng năng giỏi gắn như anh nha, ở xứ này hiếm có đó nha. Bởi mới nói cái con Nguyệt á, nó chọn anh để trao thân gửi phận là nó khôn dữ lắm á. Em nói làm anh mắc cỡ quá. Bộ Nguyệt chưa có về tới ha em? Chiều hôm qua thì chưa, còn sáng nay á thì em đi chợ sớm lắm nên em không có biết. Ủa mà sao hai người không có về chung vậy? Lớp của Nguyệt còn tổ chức buổi tiệc chia tay cho nên Nguyệt về sau anh một ngày. Còn em, bên kia xong dẹp chợ rồi sao mà phải đi đò qua bên này để đi chợ vậy? Đâu có, giờ anh chạy ngang chợ anh không thấy gì sao hả? Thì thấy cái chợ chứ có thấy gì khác đâu. Anh này thiệt á, không có tâm hồn gì đó trời. Mai nay ngoài chợ huyện á có tổ chức chương trình chạy nhạc hội, họ dán tờ chương trình đầy đường á, xe ô bạc lừa chạy quảng cáo gần gần á, vậy mà anh không biết gì đó trời. Vậy hả? Em cũng biết là anh đâu có thích coi đại nhạc hội, cho nên đâu có để ý làm gì. Mà chuyện đó ăn nhầm gì tới chuyện em qua tới bên đây chợ lận? Có chứ sao không. Hả, mỗi lần xã mình có cải lương hay đại nhạc hội á là em liền ba chân bốn cẳng chạy qua đây, gặp tụi con Mai con Thủy rồi ha, nhắn chị Thảo Linh với Thiếp Tư Nê luôn thể. Rủ anh hai chị với con Đào chị Đào em, nói chung á là toàn thể dân kiện hẹn với nhau đi một lượt cho vui, không
anh nhớ rồi. Em hiền hát ca số 1. Chứ sao? Đám tài tử nào cũng có mặt của em. Thế còn người nghe là em còn đứng ca hoài. Bài ở đâu mà em thuộc, trời đất ơi, quá trời vậy hay thia. Nói tới chuyện hát ca thì em sáng giả ai bằng. Nghe qua một lần là em thuộc tấm trần à. Vậy thì sao em không đi theo gánh hát đặng hát cho nó đã? Tại hồi tía em còn sống á, ổng đâu cho. Chứ bây giờ ai có rủ hả là em đi liền à. Nè, tối mai anh qua rủ con Nguyệt đi coi cho vui nha. Vui lắm á. Anh nói thiệt, anh không có thích mấy chỗ đó. Vả lại anh cũng có rảnh nữa. Cái anh này tệ lắm á nghe. Thương nhau bao nhiêu năm nay mà em chưa thấy anh đưa con Nguyệt đi chơi lần nào hết. Lúc ở nhà thì anh cứ chui mũi vô công việc, qua tới bển anh cũng kiếm hết chuyện này chuyện nọ để anh làm. Anh không có chịu dành một chút thời gian nào riêng cho hai người hết. Anh không sợ con Nguyệt nó chán anh hả? Em biết không, Nguyệt thương anh cũng nhờ vào cái bản tánh cần cù chăm chỉ đó đó. Vả lại anh có lý do để sống như vậy, em không có hiểu đâu. Thì em chỉ nhắc nhở anh thôi, chứ hai người có gì thì em cũng buồn lắm. Nó bậy nó bạ không à. Thôi lên xe đi, anh chở ra bến đò, về bến sớm đặng còn nấu cơm cho kịp nữa, trưa rồi đó. Cảm ơn Tàng nha. Tội nghiệp, cứ mỗi lần tỉnh trí là ổng lại ngồi khải đàn một mình. Gần 20 năm rồi, ổng cứ sống trong cảnh nửa mê nửa tỉnh. Lúc tỉnh thì ổng lại buồn, rồi cứ đem nỗi buồn giữ lại trong những cơn mê. Để lúc tỉnh, ổng gửi nỗi buồn trong tiếng đàn não mùa. Ông Tư à, bữa nay ông đàn cho ai nghe vậy ông? Chứ vợ chồng thằng Hai Ngộ. Hồi còn sống á, vợ chồng nó thích nghe tôi đàn lắm. Tại tôi nhờ vợ chồng nó phụ tôi phát cỏ cái đám ruộng hoang sau nhà. Nó phát nhầm cái mìn sót lại dưới cỏ. Mìn nổ vợ chồng nó chết tại chỗ. Còn tôi là bị thương ở đầu. Chuyện đó lâu lắm rồi mà ông. Nhưng tôi vẫn còn đau lắm bà ơi. Lẽ ra vợ chồng nó đâu có chết, mà người chết phải chính là tôi. Tôi đã làm cho đứa trẻ chịu mồ côi. Bom đạn đã cướp đi của mình hai thằng con tuổi 18 đôi mươi. Trong thời loạn lạc chiến tranh, mình đã trải qua niềm đau vô hạn, nên nghĩ cho đứa trẻ dạy phải cam sông tranh lại rồi. Có phải chuyện này do ông muốn vậy đâu mà ông cứ dằn vặt lo âu? Con hai giờ đây đã khôn lớn nên người mình cũng lo cho nó trọn lòng. Nhưng tại mình nghèo, nó dở dang viết học, tôi tuổi hổ lắm bà ơi. Tôi cũng muốn cho nó ăn học nên người như con Nguyệt nhà mình, nhưng năm đó nó tự ý bỏ học vì muốn giảm gánh nặng cho tôi. Tôi với ông giận nó hết mấy ngày, ông không nhớ sao? Nhớ chứ. Nhưng tại tôi mà con hai nó mới bị mồ côi, tôi ân hận lắm bà. Dạ thưa hai bác, con mới qua. Toàn qua chơi đó hả con? Dạ, ngoài con biểu con đem mới khoai lang Dương Ngọc này qua đây để cho hai bác ăn lấy thảo. Khoai con trồng đó bác.
chàng ơi, con giỏi quá. À, lát về nói hai bác cảm ơn ngoại nghe con. Dạ. À, mày heo của con nuôi được mấy tháng rồi, có mau lớn không con? Dạ, được gần 3 tháng rồi bác à. Tụi nó ham ăn cho nên mau lớn lắm. Ngoại con nói con có tài nuôi heo nên đợt nào cũng thu hoạch khá hết đó bác à. Bác trai ơi, con có đem thuốc rê qua đây cho bác nè. À, vậy để bác vô quấn hai điếu lên bàn thờ vợ chồng thằng Hai Ngộ. Sáng tôi đem giống gánh vô rồi tôi nấu cơm luôn nghe bà. Ý, ông để đó tôi làm cho. Bà sao, lúc nào phụ được bà phải để cho tôi phụ với bà chứ. Thôi, Toàn. Dạ. Ở đây nói chuyện với bác gái nghe con. Một lát ở lại ăn cơm với bác. Dạ. Bác ơi. Ừ? Bữa nay con thấy bác trai có vẻ tỉnh hơn mọi ngày phải không bác? Ừ, thì tỉnh nên ổng mới buồn vậy đó. Bác ơi, sao con thấy thương bác quá à? Bao nhiêu năm qua một mình bác á tần tảo nuôi một người chồng, lúc mê lúc tỉnh, nuôi em Nguyệt ăn học nên người. Nhiều khi con tự hỏi á, nếu ở vào hoàn cảnh của bác, không biết một người thanh niên khỏe mạnh như con có thể nào vượt qua được không nữa. Thì hoàn cảnh của con cũng đâu hơn gì bác, vừa phải nuôi ngoại già nua, vừa phải lo một đứa em tàn phế. Con đã làm việc gần như không ngơi nghỉ để theo đuổi con đường học vấn tới hôm nay. Muốn nẻo trong gai dạng lối đoạn trường, gánh nặng cứ thêm dần trên đôi vai. Tuổi xanh khác dòng hao mòn, cũng vì bổn phận gia tình từ trong những nghĩa huy chung đã tạo nên sức mạnh phi thường cho bác cháu mình vượt hết gian trung. Coi như giờ đây đã công toại danh thành, sức kẻ con còn có thể vượt khó khăn, nhưng hoàn cảnh của bác hiện giờ nghịch cảnh cư phụ phàn mùa dân, lòng của con luôn nặng nề tâm sự khi nghĩ đến tương lai của em Nguyệt sau này. Cũng như con nó ăn học thành tài, có gì con phải bận tâm. Dạ thưa bác. Nhưng mà hình như con Nguyệt có chuyện gì phải không con? Dạ đâu có chuyện gì đâu bác, tại con lo xa vậy thôi mà. Hay con sợ nó không giữ lời hứa hẹn với con? Dạ cũng không phải gì nữa. Dạ không có gì đâu, bác đừng có lo. Nè, có chuyện gì thì phải nói chứ đừng có giấu bác nghe con. À, giờ này chắc con Nguyệt nó còn cuốc đất ở sau nhà, con ra ngoài nói chuyện với nó đi, để bác vô phụ ổng lo cơm nước. Đi đi con. Dạ con đi nghe bác. Ừ. Thanh niên khỏe mạnh siêng năng đang thất nghiệp đây, có ai mướn cuốc đất trồng khoai gì không, làm thí công không lấy tiền đây. Alo alo. Không lấy tiền công mà ăn cơm ngày ba bữa, mỗi bữa ba tô, mắc lắm, không ai thèm mướn đâu. Trời đất ơi, ai đồn gì mà ác dữ vậy? Người ta ăn mỗi bữa có ba chén à, mà dám nói là ba tô. Đồn ác như vậy không ai mướn rồi, tôi lấy tiền đâu mà tôi nuôi vợ nuôi con này trời. Mình ơi, mình đừng có lo nghe mình. Không làm được chỗ này á, anh sẽ làm chỗ khác để kiếm tiền lo cho mẹ con mình nghe mình. Mình đừng có bỏ anh nghe mình. À, cái anh này giỡn kỳ cục quá à. Không chịu giỡn thì nói thiệt nè. Anh đã dặn em rồi, bên này á mà có chuyện gì nặng nhọc á thì em phải nhắn anh qua. Tại sao em cãi lời anh vậy? Trời ơi, làm như là chồng người ta không bằng vậy hả?
chứ còn gì nữa. Ai không tin á, cứ đi hỏi hết cái xóm này đi. Hỏi đi rồi nghe cô bác người ta nói. Cô bác nói sao chứ? Cô bác á, sẽ chứng minh rằng hai đứa tụi mình á, thương nhau đó nha. Em biết không, như dây trầu leo bám lấy thân cao, mặc cho nắng mưa giông tố ba đào. Nghèo rớt mong tới nhưng không đầu hàng với số phận. Chúng ta nhiều giáp nhau miệt mài ăn học và hẹn với nhau khi đặt chữ công danh thì cả hai sẽ nên nghĩa vợ chồng. Đó là chuyện sau này khi hai ta lỡ hành hôn lễ. Còn như bây giờ cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở. Em à, chưa gì đã bày đặt thị quy, con nhà ai mà không biết mắc cỡ. Kệ nó, ai cười á thì họ hở mùi cay đắng, còn tôi bị cười tôi vẫn sống nhăn răng. Ha, đúng là nói ngang ba làng nói không lại hả? À, chẳng những nói không lại mà còn làm cũng không lại luôn đó. Bây giờ em cứ đi nghỉ tay đi, anh Phước tới sụp tối là sạch cả đám đất này cho em coi. Nói vậy thôi chứ làm từ từ, chừng nào xong cũng được mà, gấp gì đâu anh. Đâu có được em, dứt điểm được chuyện nào là khỏe chuyện đó. Ba anh dạy hả, chuyện của hôm nay đừng có để cho ngày mai, vì ngày mai còn phải làm chuyện khác nữa. Em chuẩn bị dây lan đi, sáng mai trồng được rồi đó. Sót lại trong đầu và sự ám ảnh vì cái chết của những người thân trong bom đạn. Rồi má tôi đó, suốt một đời vì chồng vì con, thân thể đã hao mòn cằn cỗi, còn tôi thì tôi phải làm gì đây, tôi phải làm sao đây? Nguyệt, vậy chứ tuyệt vọng khóc than thì có lợi gì đâu hả Nguyệt? Nguyệt còn nhớ không, cái hồi mà tuổi tôi với Nguyệt vừa lên năm lên sáu đó, sáng nào á bác cũng quải gánh rau ra chợ bán, chị em mình á thì lẻo đẻo theo sau, rồi bác đưa tới cổng trường.
ngôi trường làng còn yên ngủ dưới hơi sương, chỉ có hình bóng mẹ liêu xiêu trên con đường đê vắng lặng. Rồi nắng rồi mưa rồi bãi trường tan chờ, hai chị em ngồi ở hai đầu giống cho tiểu nắng đôi vai người mẹ lối quay. Mình đâu biết đâu hay bao khó nhọc nghe về, cũng tiếng thét của người cha từ đêm vang vọng, cũng tiếng ho của mình, cũng cơn sốt của nguyệt lúc canh thâu. Cái đắng phong trần bao cuộc bể dâu, mặc cho sương gió nhuộm mái đầu xanh ngã vàng. Mẹ đã biến đau thương xa thành thơ thành nhạc, rồi nâng bóng đời ta và bát ngát khung trời. Nhưng làm sao chúng mình có thể ung dung tận hưởng, còn đền đáp thì biết lấy gì đền đáp trong hoàn cảnh này đây. Hai bác đã nuôi mình từ nhỏ, đối với mình hai bác như là cha mẹ, Nguyệt như thể chị em. Mình cũng có bổn phận cùng với Nguyệt mà, huống chi bên cạnh Nguyệt còn có anh Toàn nữa. Hoàn cảnh của anh Toàn có khác gì của Nguyệt, cả hai đứa đều biết rõ mình đang đối mặt với muôn nỗi khó khăn. Có hạnh phúc được chăng hay chỉ chồng chất vô nhau thêm những nỗi niềm bất thành. Đôi cánh của tình yêu chỉ đưa ta về nơi bến bờ qua mộng, chớ đầu đủ sức vượt qua hiện tại. Một con đường là Nguyệt phải hy sinh chút thi vị của cuộc đời trong tình yêu đôi quá. Ở bển hàng năm mình cũng có tổ chức, nhưng mà không có được vui vẻ và ấm cúng như vậy đâu. Mình thích lắm. Chỉ tới ngày sinh nhật của bạn, tụi này sẽ ủng hộ hết mình, bảo đảm bạn sẽ có một ngày sinh nhật đáng nhớ cho coi. Chỉ cần châu hê một tiếng là mình sẽ tổ chức một show ca nhạc với những tiết mục phong phú, có đầy đủ vơ đét thời trang, tấu hài, múa lửa, xiếc. Và bạn cần sẽ có cả ảo thực gia nữa. Đây, nói là có liền nè. Nè, danh thiếp của tôi nè. Đó. Thôi đi cha nội, sinh nhật chứ không phải đại nhạc hội đâu mà tổ chức show. Đừng có đâm sùng bể quá. Trời ơi, đừng có làm kỳ đà cản mũi cha, để người ta làm ăn. Anh là ca sĩ Phi Trường. Dạ phải. Người ta là Lam Trường nè, Đan Trường nè, Dân Trường, Tùm Lum Trường, còn tôi là Phi Trường. Phi là bay, còn trường là dài, bay mãi mãi, bay dài dài, không bao giờ rớt xuống. Đó, ngoài cái chức danh ca sĩ của tôi còn là một bầu sô, kim luôn cả speaker, kim biên đạo múa và đạo diễn cả chương trình. Show nào của tôi hả cũng tràn trề uy tín, được đông đảo bạn bè cuồng nhiệt hoan nghênh. Chà, anh Trường thiệt là có tài ghê vậy đó nha. Sao mày không kể luôn những lần á mày bị bể show đi. Phải chạy trốn nợ nè cho cổ nghe luôn. Mày sao kỳ cục quá trời quá đất đi à. Thằng bạn tôi nó thích đùa, cô đừng giận nó nghe cô. Không sao, không có sao đâu, tôi cũng thích đùa lắm. Dạ, xin lỗi cô, nãy giờ nói chuyện mà tôi chưa biết quý danh của cô. Đây là Mai, người Úc gốc Việt, Mai sang đây nghiên cứu về Đông Phương học đó. Vậy hả? Ừ. Hân hạnh được làm quen với Mai. Dạ. Còn đây là Trường, bạn học của tôi hồi ở trung học á. Do hoàn cảnh gia đình của ảnh không thể vào đại học được, nên ảnh đuổi theo nghề hát như Mai biết rồi đó. Dạ. Chắc anh Trường thích ca nhạc nước ngoài lắm hả? Sở trường của tôi mà. Trời ơi, vậy hồi nãy anh hát lời của nước nào vậy? Nước Anh. Nước Anh? Tôi ca tiếng Anh đó, Mai không nghe sao? Ngộ ha.
nói tiếng Anh từ nhỏ tới giờ, vậy mà anh hát bằng tiếng Anh. Hả? Em lại không hiểu gì hết trơn á. Chết mày chưa, cổ hỏi tiếng Anh như là mày rành tiếng Việt vậy đó. Ẩu không. Trời đất ơi, cổ rành tiếng Anh lắm hả? Ừ. Trời ơi. Nói thiệt với Mai nghe, tại thấy người ta ca ào ào, tụi này cũng bắt chước ca theo chứ biết tiếng Anh, tiếng Mỹ gì đâu. Đừng có cười tôi nghe Mai ha. Thôi, bây giờ hai người ở đây nói chuyện nghe, tôi đi vòng vòng một chút. Ê, mày đi đâu đó? Tiếp thị. Tiếp thị. Đừng có la lớn trời ơi. Nè, nói nhỏ nghe nè. Cái gì? Bạn bè của mày đa số là dân giàu có không à? Tao đi quảng cáo một hồi coi có độ nào không? Hổm rài bị lủng xô, khô máu rồi mày ơi. Tao đi nha. À, ở chơi nha cô Mai á. Dạ, chào anh. Châu à, Châu mời sao mà giờ này Nguyệt vẫn chưa tới vậy? Tôi nghĩ là Nguyệt sẽ không tới đâu. Tại sao? Mai còn nhớ cách đây một tuần, cái đêm mà tôi mời Mai và Nguyệt đi uống nước để gửi thiệp mời sinh nhật không? À ha, tôi nhớ. Rồi sau đó Châu đưa Nguyệt về ký túc xá mà. Trên đường về, tôi đã ngỏ lời cầu hôn với Nguyệt. Cầu hôn? Tại sao Mai lại tròn mắt nhìn tôi vậy? Chuyện đó có gì không đúng đâu. Tôi có quyền cầu hôn, nhìn tôi chưa vợ, Nguyệt cũng chưa chồng, và từ lâu tôi đã yêu Nguyệt thật lòng. Gia đình của tôi cũng bằng lòng ưng thuận, mà không ngại ngùng, không phân biệt hèn sang. Tôi hơi bất ngờ, xin Châu đừng giận. Kể từ ngày mà chúng ta kết bạn, Nguyệt chính là người mà tôi mến, tôi bạn ấy thường tìm tôi để mà tâm sự, nên tôi hiểu rất nhiều chuyện riêng tư của Nguyệt. Tuy họ chưa hề công khai tình cảm, nhưng ai cũng biết chuyện Toàn và Nguyệt yêu nhau. Chuyện đó thì tôi đây cũng biết lâu rồi, giữa tôi với Toàn là tình bạn thâm giao. Nhưng nếu cả hai cùng đeo đuổi một người, ai cũng có quyền đừng buộc tội cho ai. Ồ, Châu hiểu lầm rồi, tôi không hề buộc tội ai hết á, tất cả đều là bạn của tôi mà. Nhưng thú thật, lâu nay tôi rất cảm phục cho mối tình của Toàn và Nguyệt. Tuy cả hai cùng nghèo, nhưng mà họ biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Mối tình của họ đẹp lắm Châu à. Coi kìa, Châu cười cái gì vậy? Xin lỗi, tôi hơi bất ngờ về quan niệm tình cảm của một cô gái sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Châu quên rằng tôi cũng là người Việt Nam sao? Theo tôi nghĩ, nguồn gốc không thể nào quyết định cho nhân cách của con người. Nhưng nhân cách của tôi được hình thành không do tác động của xã hội nơi tôi đang sống, mà là do mẹ tôi. Tôi sống ở xứ người, nhưng mẹ luôn dạy cho tôi truyền thống nhân nghĩa thủy chung. Đó, đó là lý do vì sao tôi lại theo ngành Đông Phương học. Vậy thì dưới cái nhìn của Mai, Mai thấy thế nào khi tôi cầu hôn Nguyệt? Thì hành động đó đã chứng tỏ Châu là một con người rất thực tế. Chính xác. Mà một con người thực tế lại rất dễ bị hoàn cảnh thực tế tác động. Tôi không hoài nghi tình cảm của Châu dành cho Nguyệt, nhưng tôi không tin tưởng Châu có thể vượt qua hoàn cảnh. Vậy với Toàn thì sao? Đối với Toàn thì... Ủa? Mai cũng ở đây nữa hả? Dạ, em đang bàn chuyện với anh Châu. Chắc là hai người có chuyện riêng. Thôi, tôi xin lỗi nha. Không, đang nói chuyện vui với nhau thôi mà. Mày tìm tao hả? Định xin lỗi mày với các bạn. Tao về trước. Ê, đâu có được. Chưa tàn cuộc vui, chưa có về được. Bất cứ lý do nào cũng vậy hết trơn, không có về mời. Trở lên lầu, mau lên, mau. Coi kìa, Châu cứ để Toàn nói lý do đi. Mình không nên áp đặt quá, sẽ mất vui đó. Lý do có gì lạ đâu, phải hỏi. Châu biết sao? Sao không? Nhìn nó bồn chồn bước rất nãy giờ là tôi đoán ra liền. Mày xin được về sớm là muốn tìm Nguyệt có đúng không? Ê, tao sốt ruột quá à. Không biết có chuyện gì xảy ra với Nguyệt nữa. Anh Toàn à, trước khi tới đây anh không có gặp Nguyệt sao? Có, nhưng Nguyệt bảo có chuyện cần phải làm rồi sẽ đến sau. Bây giờ thì trễ quá rồi, tôi lo lắm. Có cái gì mà mày phải lo?
Nguyệt không có bạn bên ngoài. Giờ này chắc cổ đang ôn bài ở ký túc xá. Mày yên tâm đi. Hai người không biết đâu, mấy ngày nay thái độ của Nguyệt lạ lắm, lúc nào cũng trầm lặng, một mình không cười không nói. Dường như đang đo suy tính một chuyện gì. Tôi dò hỏi hoài nhưng Nguyệt vẫn cứ lặng im. Có khi chợt nhìn tôi rồi buồn bã cúi đầu. Nếu như vậy thì ngày mai tôi sẽ đi gặp Nguyệt. Có thể với tôi Nguyệt sẽ tâm sự đôi điều. Nếu mai giúp tôi thì tôi thật cảm ơn nhiều. Biết được chuyện gì mai cứ báo lại cho tôi hay. Nguyệt đang đắn đo suy tính điều quan trọng. Theo tôi nghĩ mai không nên tra hỏi để làm gì. Coi kìa, cái anh Châu này ăn nói mới thật là lạ kỳ à. Sao lại bỏ mặt bạn bè trong lúc gặp khó khăn? Vì có những chuyện mà người ngoài cuộc không nên xen vào. Cứ để cho bản thân người đó tự quyết định lấy đi. Tao không hiểu mày muốn nói gì, nhưng tao phải về thôi. Xin lỗi vì đã không vui với mày trọn vẹn. Ê ê ê ê ê, mày định đi đâu vậy? Nó xin bỏ cuộc đó, mày làm việc nó đi. Cái gì? Giỡn hoài mày. Bạn bè lâu lâu mới gặp, mày đừng có làm tao mất hứng nghe. Mày bận bằng tao không? Bữa nay tao bỏ hết 2 show đám ma, 3 show đám cưới đó. Mày bận bằng tao không? Trời ơi, đám ma mà cũng gọi là show được sao anh Trường? Đám nào cũng có thể gọi là show cả, kể cả thôi nôi đầy tháng. Nhưng mà bây giờ anh Toàn phải đi, có công chuyện gấp, anh thông cảm đi. Hả? Ai chết mà mày gấp vậy? Nói tao đi, để tao móc xô. Nó bậy hoài à, ai chết đâu. Tao... tao muốn đi tìm em Nguyệt. Tìm Nguyệt? Ê, kìa, mới nhắc tới liền kìa, Nguyệt vô tới kìa. Tìm gì nữa ông nội? Nguyệt, sao giờ này em mới tới? Anh trông em quá chừng vậy đó. Kìa, Nguyệt, Nguyệt không sao chứ? Cảm ơn Mai, Nguyệt không sao. Xin lỗi anh Châu vì Nguyệt đến trễ. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn Nguyệt, sự có mặt của em làm anh vui lắm. Để tao dẫn mày đi coi cái vụ này còn vui hơn nữa. Cái gì vậy? Bạn của mày nó đi lòng vòng riết mỗi chân. Đứa ngồi băng đá, đứa giữ gốc cây. Tụi nó ngái khò khò nãy giờ, mày cứ ở đây nói chuyện riêng hoài. Ba mày không biểu tao đi kiếm mày văn mùng cho tụi nó ngủ đó. Thằng quỷ, có bao nhiêu cũng móc lò tao nữa. Móc là nghề của tao, không móc đói thì sao? Bây giờ có mặt đầy đủ rồi. Thôi, mời các bạn lên lầu chúng ta nhập tiệc nha. Em có chuyện cần nói riêng với anh Toàn. Các bạn cứ đi trước đi, một lát tụi em sẽ lên sau. Nhưng mà... Thôi, hãy tôn trọng lời đề nghị của phái đẹp chứ. Nào, mình đi các bạn. Nguyệt à, giờ em sốt ca ruột. Anh định quay về ký túc xá để tìm em đó. Cũng may là em đến kịp lúc. Bằng không thì anh với em lại chơi trò cút bắt nữa rồi. Ngồi đây đi em. Nguyệt à, có chuyện gì em nói cho anh nghe đi. Em xin lỗi anh. Xin lỗi? Khờ quá. Tại anh sốt ruột thôi. Em có nói trước là sẽ đến muộn mà. Bây giờ thì em đã tới rồi, còn xin lỗi xin phải gì nữa chứ. Em phải xin lỗi anh vì cuộc hẹn quan trọng nhất của một đời người. Em sẽ không tới được. Nguyệt, em nói gì vậy? Dù chúng ta đã có một quãng đường dài sanh bước chung, từ lúc còn thơ bên ngôi trường làng yêu dấu, mình đã đặt tên cho từng niềm mơ. Mong làm cánh chim trời mang từng khát vọng bay cao. Đêm ngắm những vì sao, anh bao mai đây sẽ
chân lên dây ngân hà. Tìm cuộc sống tương lai trên muôn vì tâm tu, chính là Phật ca Nguyệt à. Bao kỷ niệm ngày thơ, anh giữ vẹn nguyên cho đến tận bây giờ. Cả những khát khao trong lứa tuổi dài khờ cùng sánh dài nhau, gây bất hạnh. Nhưng không phải bất hạnh nào, tình yêu cũng sẽ vượt qua. Nguyện tôi anh sẽ bên em suốt chặng đường dài không mỏi mờ. Anh còn tương lai và gánh toàn ơi, thôi chuyện đôi mình đã đến lúc phải chia tay. Chia tay à? Trước khi quá muộn, trước khi chúng ta cùng lôi kéo nhau vào sự bế tắc và đau khổ. Em nói gì vậy Nguyệt? Chúng mình phải thức tỉnh thôi anh à. Lâu nay chúng ta đã lý tưởng quá một tình yêu mà cả hai đều chưa định hướng được tương lai của nó. Để rồi em vô tình thành một con người ích kỷ, còn anh thì tự nguyện là một kẻ mù quáng mơ hồ. Không đúng, không đúng đâu em à. Lâu nay chúng ta hoàn toàn tỉnh táo, mình yêu nhau và chấp nhận cái hiện tại khó khăn này. Mình đã hứa với nhau là sẽ cố gắng vượt qua tất cả mà, cùng nhau kiên trì tìm kiếm tương lai. Chúng ta sắp sửa ra trường, cái chặng đường gian khổ mình sắp vượt qua rồi mà Nguyệt. Em không đủ sức, em thua cuộc. Nguyệt, hay là em đã không phải vậy đâu. Em không thể là con người như vậy được. Em không thể là một con người tham sang phủ khó. Em nói đi, em nói cho em biết đi, vì sao em bỏ cuộc vậy? Có phải là anh đã làm điều gì khiến cho em hờn em giận phải không? Phải không Nguyệt? Không, anh không có lỗi gì hết. Mà chính em đang tự sửa chữa sai lầm. Anh Toàn, hãy nghe em bình tĩnh mà chấp nhận. Thời gian qua là thời gian tìm hiểu, mà đã gọi là tìm hiểu thì kết cục không nhất thiết phải là hôn nhân đâu anh ạ. Anh Toàn, em đã có một tình yêu mới. Chúng em sắp làm lễ đính hôn. Em nói thật. Em nói lâu mà. Em nói thật mà. Người ta cũng yêu em và sẵn sàng hy sinh tất cả cho em giống như anh vậy đó. Nhưng người ta hơn anh ở chỗ là có đủ sức đảm bảo tương lai hạnh phúc cho em.
chứ em. Em không hề muốn nói ra những điều khiến cho anh phải đau lòng. Hãy hiểu cho em. Anh đã hiểu rồi. Suốt những năm tháng yêu em, ngoài giờ học, anh phải đi làm thêm, còn em phải dạy kèm để lo học phí. Muốn đưa em đi nghe nhạc, xem phim, nhưng túi lại không có tiền. Lúc đó nhu cầu của em thật là giản dị. Dạo một vòng phố khuya, nghe đủ loại nhạc hòa trộn vào nhau từ những quán cà phê ven đường vọng tới. Thỉnh thoảng mới mượn được chiếc xe đạp cũ của anh bảo vệ để chở em đi một vòng với những hàng me. Mắt em không buồn tuổi, làm anh thấy tình yêu của mình càng thơ mộng. Nhưng mà anh đã lầm rồi. Anh không lầm đâu. Chỉ tại em thay đổi thôi. Em chỉ xin anh nên thấy rõ một điều. Sự thay đổi này có lợi cho cả hai ta. Cuộc sống còn nhiều thứ để mình phải lo âu trăn trở lắm. Hãy quên em đi. Nếu như em đã quyết định thì còn quan tâm làm gì đến chuyện anh nhớ hay quên nữa. Anh chỉ có thể hứa với em một điều là anh sẽ không bao giờ anh hờn trách. Khi dòng đời ngăn đôi cho ước mơ không còn thắm tươi, từ nay lẽ cảm ơn thiện ý của Nguyệt. Còn gì để nói với nhau không? Em muốn nói với anh nhiều, nhiều lắm.
nhưng em lại không muốn làm một kẻ biện minh cho hành động của mình. Em chỉ muốn cảm ơn anh. Cảm ơn sự lo lắng chân thành mà bấy lâu nay anh đã dành cho gia đình em. Cảm ơn những lời động viên an ủi đã giúp em vượt qua gian nan khốn khó. Những lời lẽ cảm ơn đó còn tệ hơn những lời lẽ biện minh, vì nó hàm chứa trong đó sự mỉa mai chua chát. Vĩnh biệt. Toàn ơi, em không còn con đường nào để chọn. Em đã mệt mỏi, em đã đuối sức rồi. Hãy hiểu mà tha thứ cho em. Anh Toàn ơi, dạ chào bác hai, bác làm ơn cho con hỏi thăm. Bác hai ơi, ủa, chắc ông này ông bị lãng tai rồi. Bác hai ơi, bác hai, bác hai, bác làm ơn cho con hỏi thăm. Rồi, vậy là ông già này ông câm rồi. Bác hai, bác hai. Đá mà chết mẹ về. Ê trời ơi. Ủa mày tưởng tao câm mà. Ủa bác nói được mà. Sao nãy con hỏi bác mấy lần bác không lên tiếng vậy? Chú em hỏi ai? Dạ thì con hỏi bác hai chứ hỏi ai. Tôi thứ tư mà. Còn con thứ móc. Móc gì? Móc lò. À, vậy ra mày là thằng năm bù tọt. Anh con bãi dịch bầu, con bố chim, chủ lò rèn ngoài chợ chứ gì. Hồi nhỏ mày hay ngồi lò rèn, mày móc than cho già tía mày phải không? Ủa ai vậy nè trời? Tư cầu nè. Mày mà gặp tao là mày chết cha mày. Còn dao của tao đâu? Ê kìa kìa kìa. Trời ơi bác lấy dao làm gì vậy bác Tư? Chặt đầu mày chứ làm gì. Trời đất, con làm gì mà bác chặt đầu con? Mày dám bỏ ông già tía của mày theo tụ chú con, tụ tập với nhau phá làng phá xóm, cờ bạc hút sách chơi bời, bảo mẹ hại cha, quay ra tao chóc tao chém mày. Ê, khoan khoan bác Tư, bác Tư, bác ăn nói gì lung tung, bù tọt dịch bầu nào sao con đâu có biết. Bác đang đóng phim hay là bác diễn tuồng, sao từ nãy giờ con không hiểu nổi. Ủa bữa nay có đoạn phim nào quay gần đây không trời? Mày ăn chừng một dao của tao đầu lìa khỏi thì mày sẽ hiểu liền. Dạ 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 dạ. Dạ thôi con không dám giỡn nữa đâu. Tao cũng đâu muốn giỡn với mày. Mày tới số đoạn xanh giác mà tới đây. Hả? Tội của mày phải xẻ thịt phanh thay. Tao sẽ đưa mày xuống A Tì để diệt trừ thiếp họa cho dân. Thiệt hay giỡn vậy? Giỡn cái thằng cha mày. Bữa nay tao mà không lấy đầu của mày thì tao không phải là Tư Cầu nữa. Đưa đầu mày cho tao chặt. Ê, đợi, đừng có giỡn, đừng có giỡn. Không nên bắt Tư, bắt Tư, giao có cô hồn, cô hồn bắt Tư. Trời ơi, bơ người ta cứu tôi, có người hành thích ca sĩ. Bơ người ta có người hành thích nghệ sĩ. Bơ người ta. Ê, bắt Tư. Đừng mà bắt Tư. Bác làm gì vậy? Chặt đầu thằng du côn phá làng phá xóm. Đối xử với nghệ sĩ vậy đó? Không phải đâu. Thằng du côn bị bắt giam trên xã rồi. Bữa đó con có dẫn bác đi coi đó. Bác nhớ không? Vậy hả? Thằng du côn bị bắt rồi hả?
Còn thằng này? Dạ con là thằng Lương Thiện. Thằng Thiện thợ điện coi nhà máy đèn phải không? Vậy mày là người tốt. Trời ơi, bữa nay là ngày gì vậy trời? 28 tháng 5, đầy tháng con thằng Trực. Đúng rồi. Ê, bác Tư ơi, nhà anh Trực sắp đãi tiệc rồi đó. Bác về thay đồ mới nha, rồi đi ăn tiệc với bà con cho vui nghe bác. Tao hứa với bà rồi tao quên. Thôi tao về. Trời ơi, con hú hồn hú vía ông nội ơi. Anh đừng buồn nha. Tại bác tôi ổng ha. Bị vậy á, hiểu không? Vậy hả? Làm từ nãy giờ tôi sợ muốn chết luôn vậy. Ý, hình như tôi thấy anh quen. Quen hả? Tôi chưa được lên truyền hình mà. Anh tên gì ạ? Xin tự giới thiệu với cô. Ca sĩ Phi Trường. Trời ơi, làm tôi gì nhớ đó? Rồi. Cái gì vậy? Anh là ca sĩ Phi đúng Trường. Đúng rồi. Tối hôm kia tôi thấy anh hát ngoài chợ huyện nè. Có hát nữa hả? Ta tới giảng luôn. Ôi tới giảng luôn. Bữa đó tôi hát tới tám bài luôn. À, cô thích bài nào nhất vậy? Anh hát bài đầu tiên là bài Tình Phai á. Đúng rồi, bài đó. Trời ơi, người ta nói thằng Mười Tony nó khóc như là cha chết vậy đó. Trời đất ơi, sao nó khóc dữ vậy? Thì mới bị vợ bỏ. Hả? Nhất là lúc mà anh ca cái câu xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn nhớ em. Trời ơi, người ta nói đó nghe, nó khóc như là mưa dầm tháng 7 vậy đó. Tội nghiệp thằng Mười Tony quá ha. Vậy còn bài thứ hai thì sao? Em đâu có nghe. Ủa sao vậy? Ngủ rồi. Trời đất. Tại giọng anh hát buồn ngủ thấy mồ à. Em nói chuyện có duyên quá à. Em tên gì vậy? Dạ, em tên là Thia. Em tên là đi bán cá Lia Thia hả? Cái gì mà tên là đi bán cá Lia Thia? Cái tên của em là Thia. Phạm Thị Thia. À. Bà con ở đây gọi em là con hai Thia. Còn anh? Ừ? Đi đâu lang bang vô đây vậy? Tao đi đàng hoàng là đi lang bang. Anh đi tìm nhà một thằng bạn. Nghe nói nhà nó ở đây nè, mà chưa có dịp tới thăm. Sẵn hát gần đây cho nên anh muốn tìm thăm nó cho biết nhà vậy mà. Bạn của anh tên gì? Bạn của anh tên Toàn. Võ Văn Toàn. À, Toàn học đại học ở Sài Gòn phải không? Đúng rồi đó. Màn ơi, vậy mà nãy giờ không nói sớm. Nhà ảnh bên kia sông á. Ủa vậy hả? À? Trời ơi, hên quá. Anh em lâu ngày không gặp, lát nữa anh bắt nó đãi anh nhậu một chầu cho đã mới được. Nè, trong lớp thanh niên ở đây á, ảnh nổi tiếng là người gương mẫu nhất á. Không rượu chè hút sách nè, không đàn điếm chơi bời nè, mà nhất á, là tính cần cù, chăm chỉ siêng năng, học hành giỏi giang, và là một người con thật là hiếu thảo á. Chưa bao giờ làm phật lòng ai, lại là hay giúp đỡ bạn bè nữa đó. Nè, anh chớ bày ra nhậu nhẹt rượu chè nha, làm ảnh ra mang tiếng mang tai á nha. Là chỗ bạn thân lâu ngày mới gặp lại, uống vài ly thì chắc không có sao đâu. Không say xưa, không quậy phá ồn ào, có gì mà mang tiếng mang tai. Anh cũng nên biết là nhà anh quá nghèo, đừng bày ra chuyện tung hào. Em đừng có lo, nói vậy chứ anh đãi mà. Đãi hả? Ừ. Trời ơi, có tiền dữ ha. À, vậy bây giờ anh theo em ra đây, em chèo ghe đưa anh qua sông thăm ảnh ha. Ừ, cảm ơn em Thia nhiều lắm nha. Mình đi em. Theo em nè. Ừ.
Má nằm nghỉ đi nghe má. Để con xuống coi ba ở đâu, rồi con xắt thuốc cho má luôn nghe má. Kỳ đàn không có trên vách, chắc ổng ra ngoài sau ngồi đàn một mình rồi. Kệ ổng, cứ để cho ổng yên. Con ở đây cho má hỏi con chút chuyện. Má mới về mệt, nằm xuống nghỉ đi má, để bữa khác nói cũng được mà. Đã nói là má không sao. Nghe má hỏi nè, con với thằng Toàn xảy ra chuyện gì rồi phải không? Tại sao con giấu má? Không có chuyện gì đâu má, má đừng có lo mà. Cách đây hơn nửa tháng, nó về nói với má là con không được khỏe, phải ở lại khám bệnh gì đó. Không có con ở nhà, nhưng ngày nào nó cũng qua đây chăm sóc thuốc men cho má, rồi phụ công việc nhà với ba con. Độ một tuần sau con về thì nó cũng bặt tâm không đặt chân tới nhà này nữa. Má là má của con mà. Thằng Toàn lâu nay má cũng thương nó như là con đẻ. Có sự khác lạ nào mà má không nhìn thấy đâu con. Kể cả sự có mặt thường xuyên của thằng Châu và những số tiền mà nó hay giúp đỡ. Nguyệt à, nhà mình tuy nghèo khổ thiệt, hồi ba má về ở với nhau chỉ có một con đò trôi nổi lên đến đêm dân câu ngồi mơ một mái nhà sông nước vui bờ. Nhưng ba với má thường nhắc nhở nhau phải giữ gìn câu nhân nghĩa thủy chung, chỉ có đạo lý trường tồn, danh lợi bạc tiền là phù du. Mới dù cho đến bao giờ con cũng nhớ lời má dạy con. Nói chuyện của con với thằng Toàn. Dạ phải, chúng con đã chia tay rồi má à. Chia tay? Dạ, con đã nhận lời cầu hôn của anh Châu. Hiện ba ảnh đang hối thúc tụi con sớm cử hành hôn lễ. Nguyệt, chuyện quan trọng như vậy sao con không nói cho má biết? Con thấy má đang bệnh. Nhưng má còn biết thấy, biết nghe, má còn đủ sáng suốt, và má vẫn còn là má của con mà Nguyệt. Má, con, con xin lỗi má. Hèn chi mấy ngày ở đây thằng nhỏ cứ buồn thiêu buồn thiểu à. Nhưng mà nó có lỗi gì với con chứ? Nó tệ tới mức nào mà con đành bỏ nó vậy hả Nguyệt? Con khóc cái gì chứ? Con khóc cho ai đây hả? Cái người nên khóc bây giờ phải là má đây nè. Má, má khóc vì xấu hổ trước dân linh của ba má nó. Má khóc vì sanh con ra mà không dạy được con. Má sống đến ngày nay thân xác đau mòn, mà chưa có một lần mà dám coi thường nghĩa nhân đạo lý. Rồi nay chỉ còn lại một quãng đời ngắn ngủi, thì má lại phải cứ mang sầu tôi trong lòng.
Nguyệt ơi, ân nghĩa của người ta sâu nặng vô cùng. Hồi chiến tranh ngập trời bom đạn, nếu không có ba má thằng Toàn thì con đâu còn sống đến ngày nay. Hồi ấy con còn nằm ở trong thai, vì che chở mẹ con mình mà ba thằng Toàn cam dân số. Rồi ba của con cũng bị thương mất đi, má nó đã thương mang đồng bọc mẹ con mình. Và người mẹ đó đã chia cho con dòng sự ngọt, chia cho má từng muỗng cháo củ khoai. Rồi cuộc chiến đi qua, bà đã tự tay dựng lên căn nhà này để mẹ con mình có chỗ che mưa che nắng. Sau cuộc chiến tan thương là nỗi đau dai dẳng tới bây giờ. Năm thằng Toàn lên 12 tuổi thì má nó cũng qua đời vì căn bệnh trầm kha. Má không làm sao quên được hình ảnh của nó đầu chích khăn tang, lưng còng đưa em tật nguyền, trên tay cầm di ảnh mẹ. Đôi mắt ráo khô vì cạn nguồn suối lệ, nhưng người đưa tan thì nức nở bởi thương tâm. Đời nó nghèo lại lắm chuyện bể vô, nhưng trước cũng như sau nghĩa tình không phai lờ. Vậy mà nay vì chút bạc tiền danh lợi, con nỡ đành tâm quên bỏ một chân tình. Con biết nói thế nào để cho má hiểu được bây giờ? Nếu như con có thể quên được tất cả, bôi xóa đi tất cả, thì tâm hồn con đâu bị khổ đau dằn xé như vậy. Vậy là má đã hiểu rồi. Má hiểu vì sao mà con đành bỏ thằng Toàn. Má hiểu vì sao mà con chấp nhận lấy thằng Châu một cách vội vàng như vậy. Con dại lắm Nguyệt à, má còn đủ sức lo cho con mà. Má còn đủ sức tảo tần mua bán, bắt ốc, hái rau, đắp đổi qua ngày mà con. Nhưng sức lực của má bây giờ đã cạn kiệt rồi, cạn kiệt sau bao nhiêu năm gồng gánh. Một người chồng mất trí, một đứa con khờ dại. Bây giờ con đã khôn lớn, làm sao con có thể yên tâm ăn học khi má cứ ngày nay ốm mai đau. Còn ba con lúc tỉnh lúc mê vì vết thương hành hạ. Cuộc sống của ba má sẽ tốt đẹp hơn nếu con không là một đứa con ích kỷ. Tình yêu dù có tha thiết bao nhiêu, dù sâu nặng bao nhiêu đi nữa, khi mất nó con cũng không ân hận khổ đau bằng mất đi tình thâm phụ mẫu đâu má à. Nguyệt, nếu má thương con, xin má hãy để con làm tròn ước nguyện của mình, để con được nhìn thấy ba má sống bình yên trong quãng đời còn lại. Con xin lỗi má. Nguyệt, Nguyệt ơi, con tôi. Có về quê á, mai mới thấy được hậu quả của cuộc chiến tranh thật là tàn khốc. Đã hơn 20 năm rồi mà nỗi đau của biết bao số phận vẫn còn loang lở những vết thương.
Bây giờ Mai mới hiểu vì sao mà Nguyệt quyết định chia tay với Toàn. Nhưng Nguyệt à, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao Nguyệt? Hoàn cảnh của gia đình em thì chị đã thấy rồi đó. Ba em cần một cuộc giải phẫu rất tốn kém để lấy mảnh đạn trong đầu. Má em thì gần như kiệt lực, còn phần ảnh cũng không khá gì hơn. Nếu mỗi đứa không tự tìm lối thoát cho mình thì khác nào lôi kéo nhau vào cảnh tối tăm đau khổ. Nơi Mai sống, chuyện yêu nhau rồi xa nhau rất đổi bình thường. Nhưng khi về đây được làm bạn với Nguyệt, chứng kiến được tình yêu của Nguyệt và Toàn, thì Mai mới hiểu hết được ý nghĩa thiêng liêng cao quý. Nguyệt, Nguyệt ơi, Mai mơ ước sao cho tình yêu kia mãi được nâng niu trân trọng và được hạnh phúc yên vui trong mái gia đình. Tình yêu thường gặp nhiều trắc trở, những chuyện dở dang này làm cho tim Mai thấy nhói đau. Mai ngỡ rằng hậu quả của chiến tranh chỉ để lại trên xác con người và nỗi sầu tư bi. Ngờ đâu mối tình thủy chung tha thiết cũng chịu ly tan trong nghịch cảnh đau lòng. So với những con người bị chất độc khai quang tàn phá trên cơ thể thì em vẫn còn may mắn hơn, vì em có con đường để mà lựa chọn. Dù sự lựa chọn ấy làm em mang tiếng vong tình cũ có thâm sâu. Nguyệt, em biết, em biết anh Toàn, anh hận em nhiều lắm. Nguyệt à, nhưng mà tại sao, tại sao Nguyệt không nói cho anh Toàn biết sự thật? Nếu để cho anh biết sự thật thì anh sẽ chịu nhiều đau khổ. Thà cứ để anh hận, nỗi hận đó sẽ làm cho anh còn có một niềm tin nơi một tình yêu mới. Chứ còn sự đau khổ kia sẽ dài dò căng sức, sẽ làm cho anh tiếc nuối mãi tình. Chừng đó thì em sẽ là người ân hận khi viết chữ tương lai hạnh phúc của một người. Mà đó lại là người em quý em yêu, đã từng có chung nhau biết bao là kỷ niệm. Vì vậy cho nên bao quán hờn trách giận xin để một mình thôi. Thật tình Mai cũng không biết phải khuyên Nguyệt như thế nào nữa. Nhưng mà từ ngày về đây tới nay, Nguyệt có gặp được anh Toàn không? Dạ không. Mấy bữa trước anh Trường có ghé chơi, má em bảo anh Trường nhắn ảnh qua cho má gặp. Nhưng mà đi lẹ lên, đi lẹ lên, mày chậm quá. Tao nói thiệt với mày á, tao mà có nói láo cho bà bắn tao đi. Bác gái nhắn tao phải lôi đầu mày qua đây cho bằng được. Mày theo tao mau lên, đi, đi. Anh Toàn. Hả? Mai, Mai xuống hồi nào vậy? Dạ, em mới xuống tức thì à. Mai, lâu ngày không gặp, Mai có khỏe không? Cảm ơn anh, em vẫn khỏe. Ủa, còn hai người nữa, bộ xa lạ lắm hay sao mà không ai chịu lên tiếng hỏi nhau một câu nào hết vậy? Nghe thằng Trường nói bác gái nhắn tôi qua đây. Nhắn sao tao nói y vậy? Láo bà bắn. Em bắn anh bây giờ nè. Im đi, im một chút cho người ta nói với chứ. Thì ai muốn nói gì thì nói đi. Tôi có bóp họng bóp hầu ai đâu mà nói vậy. Má em ở trong nhà, anh cứ vô gặp má.
em gánh nước tưới rau. Coi kìa Nguyệt, Nguyệt cứ ở đây nói chuyện với anh Toàn đi. Còn cái đôi nước này hả? Anh Trường. Dạ. Gánh giùm Nguyệt đi. Hả? Tôi gánh hả? Không chịu hả? Hay là anh muốn Mai gánh phải không? À, thôi. Không chịu thì em gánh. Thôi mà, đàn ông con trai mà ai để Mai gánh, còn gì là sĩ khí của Nam Nhi nữa. Để tôi gánh. Dữ không? Tao gánh cho sáng con mắt mày, tối con mắt tao luôn nha. Đối xử với nghệ sĩ vậy đó. Trời ơi, lẹ đi, sao anh cứ lầm bầm hoài ha? Thì gánh nè. Ý, trời ơi, đựng cái gì mà sao nặng quá trời quá đất vậy, trời ơi. Ở đây nha, mà vô trước. Nghe thằng Trường nói, sau đêm sinh nhật ở nhà Châu về, Nguyệt bị bệnh, bữa nay Nguyệt khỏe chưa? Dạ, em khỏe nhiều rồi. Vậy mấy bữa nay Châu có xuống thăm Nguyệt không? Ảnh chờ lấy kết quả xét nghiệm của em xong, ảnh mang xuống. Chừng nào Châu với Nguyệt làm lễ cưới vậy? Chuyện đó thì... Xin lỗi. Bây giờ anh đâu có tư cách để hỏi nhiều về chuyện riêng của Nguyệt nữa. Anh Toàn, mà dù có biết được thì chuyện cũng vẫn vậy thôi. Vẫn một người quẩy lưng trong cái đắng ngậm ngùi, một người nao nức đợi ngày vui hôn lễ. Nếu như chuyện đổi thay là chuyện của người nơi dương thế, thì thương nhớ vẫn vương hận sầu đau khổ, cũng chỉ là một cỗ xe tan đưa tiếng mồ băng tình. Rồi dối giả đắm chồi xanh lọc biếc, dân như sóng tràn trề đón đợi bước xuân sang. Còn tối như người vừa lỡ chuyến đò ngang, trên bên vắng hoàng hôn vừa như tiếng. Và biết từ nay chỉ còn là kỷ niệm khi con đò xưa không về nữa bao giờ. Nói cho đúng hơn là em không xứng đáng để anh sầu cùi. Chỉ còn một năm cuối nữa để ra trường, tương lai của anh là ở đó, thử thách của anh cũng là ở đó. Hãy nghĩ đến nó để thấy sự mất mát này là nhỏ bé nghe anh. Có những sự mất mát mà suốt cả cuộc đời mình không quên được Nguyệt à. Người ta bảo khi mất đi một thứ gì, bao giờ mình cũng thấy đó là thứ vô cùng quý giá. Và trách giận mình không biết gìn giữ khi còn đang nắm ở trong tay. Nhưng chuyện chúng mình gần như ngoại lệ, vì anh cố giữ mà vẫn mất, còn em lại là kẻ đuổi thay. Rằng định luật trả dai sẽ dành sẵn cho em cài đắng suốt cuộc đời. Đừng, em đừng nói như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cầu nguyện cho em một cuộc đời lối xa, được nhìn thấy em hạnh phúc bên chồng, tôi cũng nghe lòng với nghe nỗi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Vậy còn anh? Tôi vẫn nhớ mình còn bổn phận với bà ngoại, với đứa em tật nguyền đang cần tôi chăm sóc.
vẫn nhớ những lời hứa trước giờ má tôi nhắm mắt là phải ăn học nên người, cho linh hồn của má tôi được yên vui. Anh nghĩ được vậy em mừng lắm. Thôi tôi phải về. Nguyệt nói với bác là hôm khác tôi sẽ qua thăm. Tôi sợ bác hỏi rồi tôi không biết trả lời sao nữa. Tôi về nghe Nguyệt. Dạ anh về. Con cái nhà ai kỳ cục, nói không chịu nghe cứ cãi. Mấy cá bông đó rửa sơ sơ rồi đổ vô nồi chê nước, bỏ muối bỏ tiêu lắc qua lắc lại rồi nhắc xuống mà ăn. Cần gì phải cạo dễ cắt đầu cắt đuôi móc ruột chi cho nó mệt, chệm chệ gì hết ngày hết giờ rồi làm sao mà kế gì được. Đúng là con gái hư mà. Mỗi người làm một cách. Ba nói nặng vậy không sợ bạn con giận sao ba? Tao nói lén làm sao nó nghe được. Mà tại mày không nhớ, hồi ông nội mày còn sống, tao đi phơi trâu cho cái thằng Châu con có địa chủ thịnh. Một bữa kia bị Tào Tháo rượt, tao bỏ bầy trâu chui vô lùm trúc bầu tâm sự. Tụi nó dành ăn, mà hai con nó mài sừng hút nhau. Con thì bể ấp, con nó lòi phèo, hai con cũng chết, họ mới đè tao ra đánh đập thảo tra. Rồi họ bắt đền cộng vô số nợ, ông nội mày kêu trời. Tao đầy ức quá nên mới bèn lập mưu trả thù thằng Châu. Biết nó đi đem tao giá làm ăn trộm, tao đón ở ngã ba đợi nó tới tao nhào ra đè nó được rồi đánh thẳng tay xe áo xe quần đạp nó rớt xuống mương. Chừng sống nó bỏ chạy nó nằm rớt chứ là con ma dạy. Tao há dạ biết lâu, từ đó kinh nghiệm làm gì cũng phải nhanh nhẹn. Chuyện đó ăn thua gì tới chuyện làm cá mà ba nhắc chứ? Sao không ăn thua? Nếu bữa đó tao đi nhanh chút thì hai con trâu nó đâu có hút nhau. Nó không hút nhau thì nó đâu có chết. Mà nó không chết thì tao đâu có bị thằng Châu đánh. Và ông nội mày bị nợ chồng nợ, đến nỗi mất ruộng đất nhà cửa, phải lang thang đói khổ. Tao nói đúng không? Dạ thưa bác, con mới xuống. Em Nguyệt. Anh. Thằng nào đây? Dạ con là Châu. Con xuống đây mấy lần thăm bác không nhớ sao bác? Mày là thằng Châu? Dạ con là Châu nè. À, chết cha mày rồi. Trời ơi, bác ơi, bác làm gì vậy? Ba. Ba buông ảnh ra đi ba. Buông sẽ được mà buông. Tao bắt cái lũ ác ôn. Nhưng con đâu phải là ác ôn. Mày ác hơn quỷ sa tăng, cướp nhà xiết ruộng người ta. Bác lầm rồi, con đây cũng tên Châu, là sinh viên mà, con có cướp của ai đâu. Ba ơi, ba nghe con nói nè, anh Châu đây là bạn học của con mà. Ba từ từ bình tĩnh, ba nghe con buông ảnh ra giùm đi mà ba. Cha nó thả tàn bạo ác vô nhân, còn nó là thằng tán tận lương tâm. Mình sống đói nghèo không nhà không ruộng, cũng do một tay cha nó mà ra. Bà tí cổ nó chết rồi kìa, cứ để nó nằm phơi xác coi chơi. Nó còn nhúc nhích mà chết cái gì? À, dạ. À, đó. Đó bà thấy không, nó chết nhăn săn rồi đó. Hết thở rồi. Dạ hết thở rồi. Ác ôn mà yếu xìu, mới xiết cổ có chút mà đã nhăn răng đến thở. À, để mày nằm xuống đây. Ba ơi, bạn của con nó ham đàn lắm đó ba. À, ba vô trỏng coi chừng cây đàn đi, để nó phá hư cây đàn của ba bây giờ đó. Chết. Nó phá hư cái đàn là tao chết. Thôi để tao vô canh chừng mới được. Khoan, để tao đạp cho thằng ác
ô này một cái nữa cho đã giận. Thôi mà ba, trời ơi chết người ta, vô đi ba. Ba em vô nhà rồi, ngồi dậy đi anh. Anh có sao không? Trời ơi, ba em bẻ anh muốn lội tay luôn vậy đó, xiết cổ muốn lè lưỡi luôn, rồi còn thả người ta xuống đất cho một cái ạch nữa chứ. Trời ơi, thân thể của anh còn gì nữa nè trời. Hồi còn trẻ, ba em thù thằng Châu con địa chủ thịnh lắm. Vậy lát nữa ba em có ra, nhớ là đừng kêu tên anh là Châu nha. Ổng mà vợt anh một chập nữa là anh không biết đường về luôn đó. Không có đâu, ăn cơm xong là ba em ngủ một giấc cho tới chiều lận. Đợi ba em ngủ rồi, em dọn cơm cho anh ăn nha. Thôi, anh không đói đâu, anh phải về Sài Gòn liền em à. Sao về gấp vậy anh? Anh có hẹn chiều nay đi công chuyện với ba anh. Nguyệt à. Dạ. Anh xuống đây để đưa cho em cái này nè. Cái gì vậy anh? Tiền. Phải, đó là 10 triệu đồng. 10 triệu? Sao anh đưa tiền cho em nhiều quá vậy? Hay anh muốn em sắm sửa cho tươm tất để chuẩn bị cử hành hôn lễ phải không? Anh đừng có lo, gần tới ngày đó em sẽ đi mua sắm với anh. Anh cất đi, số tiền lớn quá, em không dám giữ đâu. Nguyệt à, đây là số tiền để em lo cho gia đình. Thời gian tới đây em sẽ rất cần nó. Anh thương em lắm, anh lo cho em lắm, em có biết không Nguyệt? Anh Châu. Nguyệt à, nếu như không được cùng em chung sống suốt đời thì... Anh Châu, mình sắp làm đám cưới rồi mà, sao anh nói vậy? Đường đời không bao giờ bằng phẳng, nhất là những con đường chứa đầy ước mơ, khát vọng. Có những thứ tưởng chừng như đang nằm ở trong tay, nhưng rồi bỗng chốc lại tan biến đi bởi cơn lốc bão tàn của định mệnh. Anh muốn được yêu em mãi mãi, anh muốn được trọn đời giữ em ở trong tay. Với một ân tình son sắt không phai, để được nghe em nói, được thấy em cười, âu yếm gọi tên anh, mình sống trọn tuổi xuân. Là bao vật mà anh ước mơ khao khát đã lâu rồi, mong gìn giữ trọn đời. Em đã hứa rồi sẽ chung sống bên anh, và đã chấp nhận ngôn nhân. Nếu như anh còn nghi ngại trong lòng, Nguyệt ơi, có những chuyện ly tan không phải do lòng người bạc đen cháo trở, mà do định mệnh khiến xuôi cho đôi người đôi ngả, khi vẫn còn yêu mà phải chịu chia. Mình một cái tội danh ích kỷ, chứ thật sự trong lòng mình có mong muốn vậy đâu. Dù tiền có lấp đầy biển rộng sông sâu, cũng không thay đổi được sự an bài của định mệnh. Thì mong gì với một tình yêu nhỏ mọn, có thể tạo nên một kỳ tích nhiệm màu.
sao vậy? Anh nói toàn những chuyện mơ hồ khó hiểu. Mới mấy ngày trước đây, anh còn hồ hởi cùng em bàn tính chuyện hôn nhân. Bây giờ trước mặt anh, em vẫn giữ những lời em đã hứa. Vậy thì anh lo sợ điều gì? Hay là ba của anh? Không, ba anh rất quý trọng em. Ba cứ hối thúc chúng ta sớm cử hành hôn lễ. Vậy thì anh đang lo sợ điều gì? Có những việc mà con người không thể nói khi phải đối diện với người mình thật giả yêu thương. Cũng như anh, giây phút này đây anh vô cùng bối rối, không biết nói cách nào cho em hiểu được lòng anh. Nguyệt ơi, anh chỉ xin em, anh xin em hãy nhớ cho rằng dù hoàn cảnh nào anh cũng yêu em tha thiết. Và từ bây giờ tới đến ngàn sau mãi mãi, lúc nào cũng có anh kề cận bên em. Chia sớt cùng em nói đoạn trường cay đắng, với sự trắng trong chân thật của tâm hồn. Em tin mà, đó là chuyện tất nhiên, anh đâu cần phải nói. Không lẽ anh tìm mọi cách cưới cho được em rồi anh lại quên bỏ em sao? Em cứ giữ lấy số tiền này để xoay sở. Nếu cần gì em cứ cho người nhắn anh. Đừng ngại, bây giờ anh phải về. Cho anh gửi lời chào bác. Anh về nghe Nguyệt. Anh Châu, anh Châu, làm cái gì mà em kêu réo dữ vậy? Anh Châu đâu? Anh nói phải về có chuyện gấp. Em chưa kịp hỏi thăm bệnh án của em nữa. Mai ơi, bữa nay anh Châu lạ lắm. Anh nói gì lung tung rồi giao cho em số tiền 10 triệu đồng này nè. Trời ơi, yêu em một cách mê mệt như vậy thì 10 triệu đồng đối với anh có nghĩa gì đâu. Có giấy gì nữa kìa. Nguyệt em, hãy tha thứ cho anh. Anh vẫn yêu em và yêu em nhiều lắm. Nhưng chúng ta không thể nào tiến đến hôn nhân. Lý do vì sao? Em cứ đọc trong bình án sẽ rõ. Ngàn lần xin lỗi em, Châu. Không thể. Không thể. Như vậy là ảnh từ hôn. Nhiễm dioxin, chất độc màu da cam, nhiễm trùng máu. Nguyệt, trời ơi, hết rồi. Nguyệt em. Trời ơi, nỗi lo thấp thỏm của tôi từ bấy lâu nay, đêm nào tôi cũng gian dây Phật trời. Nếu có thì hãy để một mình tôi gánh chịu. Bác, tôi chỉ còn lại có một đứa con thôi mà. Lai của nó còn dài, nó còn biết bao nhiêu ước mơ và khát vọng. Tại sao không phải là tôi? Tại sao không phải là má mà lại là con Hà Nguyệt? Má, má, tại sao cuộc đời con khổ quá má? Tại sao? Tại sao không để con chết đi từ lúc mới chào đời? Chưa biết buồn vui, nước mắt dưới nụ
và để cho má của tôi mất đứa con từ thuở nằm nuôi thì sẽ không bất hạnh bằng xa đứa con đã lớn khôn. Làm sao tôi biết còn bao nhiêu số phận đoạn trường đang khổ thức từng giờ trên quê mẹ thân yêu. Nguyệt ơi, má đất từng đón ru khi nhìn con trong cảnh tình này, sao mà cay đắng đỏ rằng định mệnh bởi cao xanh chứ con người có mong gì thay đổi được. Thôi kể từ nay hết rồi mơ ước bao khát vọng tương lai đành liếm chết muôn đời. Sự sống của tôi không còn bao lâu nữa, rồi tất cả sẽ chung vùi xóa sạch những đau thương. Tôi tiếc cho công lao mẹ hiền một nắng hai sương, trong đôi khổ vẫn mong ngày tôi nên danh phận. Mơ ơi xin đừng hờn đừng giận, vì con không thể cứu mang phụng dưỡng mà đau lòng má con ơi. Nếu như má con mình không thể vượt qua số phận thì hãy cố mà vui sống cùng với má. Sự sống dù một ngày cũng quý mà con. Tại sao cuộc đời con sinh ra chỉ để làm khổ má? Bao năm từng tạo nuôi con ăn học, cuối cùng rồi má vẫn vô vì con. Thú thật là lúc này tôi vô cùng bối rối, tôi không biết nói gì để chia sẻ nỗi đau thương. Tôi đã được Nguyệt xem tôi là bạn, thì mãi mãi tôi xin được là một người bạn tâm giao, để kề cận, để yêu thương, để tôi thấy mình đang mang lấy một phần đời. Còn với má, nếu như con cho là mình đang làm khổ má, thì má xin bằng lòng chịu khổ vì con. Để từ trong chút thâm tình mẫu tử, ý nghĩa thiêng liêng luôn giữ vẹn muôn đời. Nguyệt, Nguyệt có nghe mai với má nói gì không? Dù bất cứ hoàn cảnh nào, Nguyệt cũng không bao giờ cô đơn đâu. Phải, con không mất tất cả đâu, mà con sẽ có tất cả con à. Phải, em sẽ có tất cả Nguyệt à. Kể cả sự từ hôn của người ta nữa chứ gì. Đừng, Nguyệt đừng để ý đến chuyện đó nữa mà. Tôi đã phụ bỏ một tình yêu, mong tìm cứu cánh nơi một tình yêu khác. Tôi đã làm khổ một người, một người đã yêu tôi bằng cả trái tim và hơi thở. Nhưng cuộc sống này, ngoài tình yêu ra tôi cần phải có tiền. Tôi thương cha mẹ tôi lắm, cha
cha mẹ tôi gần hết cuộc đời phải chịu nhiều gian khó. Tôi muốn mình phải vượt qua năm cuối cùng của đại học, vì đó cũng chính là ước mơ cuối đời của người mẹ kính yêu. Tiền. Vì nó mà tôi phải thành người vong phụ. Bây giờ người ta ném nó vào tay tôi kèm theo 2 tiếng. Từ hôn Nguyễn, tôi có tiền rồi đây nè, nhưng nó giúp gì được cho tôi đây khi mà tôi sắp chết không? Nguyệt à, con ơi. Nguyệt ơi, em bình tĩnh lại đi mà. Tôi không cần nói nữa. Nguyệt, đừng đem nó đến đây để làm khổ tôi. Nguyệt, hãy đi, em hãy đi, tôi không cần, tôi không cần. Nguyệt, hãy đem nó đi đi, biến đi, hãy trả sự sống cho tôi, hãy trả sự sống cho tôi, trả lại cho tôi. Trời Nguyệt ơi. Hả? Sao mày đánh tao? Phải, tao đánh mày vì mày là một kẻ không có lương tâm, đã làm tan nát con tim một cô gái khổ đau, đã chọn mày để trao một tình cảm thiên tha, nhưng mày vội lánh xa khi biết người ta mang bất hạnh đọa đày. Nếu trên đời ai thì tình yêu có nghĩa gì? Tao có đổi thay chuyện mong ước trăm năm, nhưng trong lòng của tao vẫn giữ một tình yêu mà tao mãi tôn thờ. Mày có tình yêu đâu mà tốn công dành dở, mày có biết yêu đâu mà học chữ tôn. Châu ơi, mày đâu có một cái tim vô bến vô bờ để cứ mang những đoạn trường cay đắng, chuyên chở những đau buồn bất hạnh của người thương. Mà mày chỉ như chiếc lá hướng xuống đen cho tươi, cho thắm, cho màu xanh thêm. Rồi lúc bình minh mày khoe mình trong nắng sớm, mặc cho giọt sương tan biên giữa âm thầm. Có nghĩa là mày cho rằng mày có một trái tim vĩ đại, luôn hy sinh cho người mình yêu mà không kể đến bản thân chứ gì. Tao không dám tự xưng mình cao cả, nhưng tao không bao giờ chạy trốn trước nghịch cảnh của người mình yêu. Tệ hại nhất là mày lại chạy trốn trong một tư thế vô cùng hèn hạ chú à. Nè, tao không phải là loại người trưởng giả, chỉ biết yêu bằng vật chất với thơ ca. Tình yêu của tao dành cho Nguyệt là một thứ tình yêu nồng nàn sâu đậm, nó được kết tổ từ giọt máu của con tim. Nhưng không là kẻ yêu trong mù quáng, hay ôm mắt tình yêu bằng lý tưởng mơ hồ. Tao có lỗi là trong cách xử sự vô tình, tao đã làm tổn thương đến tâm hồn của Nguyệt. Nhưng nếu như mày ở trong hoàn cảnh đó, thì cuối cùng mày cũng quyết định giống như tao. Nghĩa là tao cũng sẽ rời xa Nguyệt và để lại những lời cảm thông vô nghĩa như mày chứ gì. Nếu như mày cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm như tao lúc đó. Mày xem đi. Tao đã cầm tờ giấy này, tờ giấy xét nghiệm của Nguyệt gần 2 năm về trước.
Tao biết Nguyệt bị nhiễm bệnh gần 2 năm nay rồi cháu à. Tao cũng biết Nguyệt sẽ không thể nào làm vợ, làm mẹ được. Và hơn hết, tao biết Nguyệt sẽ không còn sống được bao lâu. Nhưng tao đã giấu Nguyệt, giấu tất cả mọi người, và sẵn sàng chờ đợi ngày Nguyệt ra trường để cùng Nguyệt cử hành hôn lễ. Trong khi mày cũng nói mày yêu Nguyệt chân thành, nhưng mày lại nở gieo cho Nguyệt thêm một thứ chất độc khác cũng kinh hoàng không hơn không kém. Chồng, từ nay cho đến hết cuộc đời của mày, mày chỉ nên nói tiếng yêu khi nào mày có thể thật sự chết cho người mày yêu dấu. Sẵn sàng đối đầu cùng với số phận, nghịch cảnh chỉ làm anh yêu quý em hơn. Ngày tháng bên nhau cho dù ngắn ngủi, nhưng tình yêu
sẽ sống mãi muôn đời. Yêu chi rồi phải ngậm ngùi, em đi đi mãi trọn đời anh lẻ loi. Em đi góc biển chân trời nhưng vẫn muôn đời sống giữa tim anh. Anh Toàn ơi, không còn cách nào khác đâu anh, cứ coi như mình đã mất nhau từ đó, từ cái ngày mà em nói lời giống phụ đổi thay. Nếu còn nghĩ chút tình nghĩa năm xưa thì hãy thay em mà chăm sóc giùm ba má em ở quãng đời còn lại. Ba má ơi, xin ba má hãy tha tội bất hiếu cho con, vì con không thể hầu hạ ba má lúc tuổi già. Con không muốn làm gánh nặng đè lên đôi vai gầy của má. Hãy tha lỗi cho con. Vĩnh biệt Nguyễn. Mau ra. Nguyễn, em làm gì vậy Nguyễn? Nguyễn, mai buông em ra đi. Không, em không còn muốn sống nữa. Hãy để cho em được chứ. Không, mau em ra. Đừng, em đừng làm như vậy mà. Mau ra. Nguyễn. Em làm gì vậy? Mời Nguyễn. Nín, nín đi em, nín đi. Em đừng chết mà, em phải sống chứ. Em phải sống để cho mai chuộc lại phần nào tội lỗi của mình. Dù mai không phải là người gây nên tội, mai là một cô gái tốt, mai có tội gì đâu. Từ lâu rồi mai giấu Nguyệt, mai giấu tất cả mọi người, mai sợ mọi người sẽ hận thù xa lánh mai. Vì ma, vì mai chính là con của một trong những người đã rải chất độc khai quáng xuống mảnh đất này, gieo bất hạnh cho biết bao số phận đau thương. Và trong đó bây giờ lại có Nguyệt. Mai, có thật không Mai? Chính vì vậy mà Mai mới tha thiết trở về quê mẹ. Mai đã tìm đến những nạn nhân vô tội đáng thương, và Mai đã âm thầm lặng lẽ đến với họ bằng tình thương vật chất và cả sự xót xa hổ thẹn vô vàn. Có nhiều đêm Mai thao thức mà nghe dòng lệ nóng tuôn tràn, hình ảnh những đứa trẻ toàn thân biến dạng, những người mẹ kinh hoàng gào khóc trong phòng sinh. Mai tự hỏi, nếu Mai cũng là một nạn nhân thì cha Mai có đau buồn, có nghẹn ngào ân hận,
trong trái tim mai dần sai rất ưu phiền. Trong chuyện này Mai không hề có lỗi. Nếu biết thì mọi người cũng không ai hờn giận xa lánh Mai đâu. Nhưng còn Nguyệt, em cũng vậy. Lúc nào cũng coi Mai là một người bạn mà em yêu mến nhất. Mai là một trong những người luôn sống giữa tim em. Vậy thì tại sao, tại sao Nguyệt lại muốn xa lìa cuộc sống, bỏ lại những người mà Nguyệt kính trọng thương yêu? Em đi rồi thì hai bác sẽ ra sao trước nỗi khổ niềm đau cho một lần từ biệt? Nguyệt, Nguyệt ơi, em còn có một mối tình thủy chung tha thiết vẫn đang âm thầm trên bờ bên đời mong, với một vòng tay chân thành độ lượng đang từng phút từng giây chờ đón Nguyệt quay về. Em đừng có nói như vậy. Tình yêu đến trong lúc này mới thật sự là tình yêu đó Nguyệt à. Huống chi chứng bệnh của Nguyệt anh Toản đã biết từ 2 năm về trước rồi. Mai nói sao? Anh Toản ảnh phải. Năm đó anh cũng giữ kết quả xét nghiệm trong tay, nhưng anh đã im lặng. Anh muốn cùng Nguyệt sống trọn một mối tình. Vậy mà em thì... đáng đời cho mày lắm Nguyệt ơi. Nguyệt à, Nguyệt hãy quên hết đi. Anh Toản anh không hờn không giận gì Nguyệt đâu. Ở bên cạnh anh thì Nguyệt sẽ... Không, tôi không cho phép mình chơi trò gian lận trong tình cảm. Thật sự tôi đã phụ người ta, tôi đã làm cho người ta đau khổ. Rồi đến khi tôi bị bỏ rơi thì tôi lại quay về để nhận sự tha thứ hay sao? Không, hãy bảo với Toản cứ xem như tôi không còn hiện hữu. Nguyệt, tôi cũng không muốn gặp anh nữa. Và tôi cũng không còn muốn gặp ai nữa. Nguyệt à, Mai về đi, Mai về đi. Nguyệt à, Nguyệt, Nguyệt. Oh.
bà vừa thấp thoáng thì nó dục chạy ra. Tái nhìn dành miệng nói quyên thiên, mà ơi sao má về kể con đời ma mỏi mòn. Rồi đến khi tối đó vừa con đớn lên Sài Gòn ăn học, nó khóc cả đêm vì thương cha mẹ già. Bà vốn dành an ủi, nó cất tiếng nỉ non. Má ơi từ nay ba má phải xa con, ngày nắng đêm mưa ai quá nồng. Tôi vẫn nhớ nó là đứa con hiếu hào, biết thương cha thương mẹ, biết hy sinh hạnh phúc của đời mình. Vậy mà giờ đây nặng nề cay đắng cho mẹ cha. Nó cũng là con tôi hiểu mà. Nhưng bây giờ khuya lắm rồi, trời lại đang chuyển mưa nữa. Ông theo tôi về đi ông, rồi sáng mai tôi dắt ông đi kiếm. Không, chưa tìm thấy con tôi không về đâu. Đêm tối tôi cũng tìm, mưa gió tôi cũng tìm, tìm chừng nào gặp con tôi mới thôi. Nguyệt ơi Nguyệt, ông đau quá. Ông ơi, ông làm sao vậy? Đầu của tôi đau quá bà ơi. Trời ơi, ông lại nổi cơn đau nữa rồi. Toàn ơi, Mai ơi, có ai nữa không? Rồi bà ơi. Ông ơi, ráng đi ông, để tôi dìu ông về. Ông ơi, con Nguyệt kìa. Nguyệt ơi, đừng bỏ ba. Bà ơi, bà kêu nó lại cho tôi. Nguyệt, bà đau đớn còn có biết không? Không phải nó đâu mà ông. Bà thương nhớ con lắm hỡi con. Đêm khuya gió lạnh, mà mình trong bóng tối thầm. Ba đi tìm, ta cần gặp con. Gặp con bà nói, lòng của bà đào đơn xót xa. Trước cảnh tình bất hạnh của đời con, đời con bạc mệnh. Con vẫn còn cha mẹ kề bên con dạy, đem sức tàn che chở đời con. Con ơi con ở đâu? Ba mong ba nhớ đến con, dù bao nhiêu bất hạnh, hãy về đây ba đợi ba chờ. Nguyệt ơi, Nguyệt ơi. Nó không có ở đây đâu. Trời sắp mưa rồi, ông lại đang đau nữa. Theo tôi về nhà đi ông ơi. Đi ông. Bà về đi, trời sẽ không mưa đâu. Và đầu tôi cũng không còn đau nữa. Bà về đốt nhang cầu nguyện Phật trời phù hộ cho tôi sớm tìm gặp nó. Nhớ nói với trời Phật thánh thần, nếu con tôi có lỗi gì cứ để một mình tôi chịu hết. Cứ trừng phạt tôi mà tha thứ cho con gái tôi. Nguyệt ơi,
đi kiếm con đi Nguyệt ơi. Ông ơi. Nguyệt ơi. Ông ơi, ông đừng đi nữa mà. Ông còn đau lắm đó. Về nhà đi ông ơi. Ông ơi. Em ơi, có lẽ nào tình đẹp là tình yêu dở dang. Em ơi, có lẽ nào đời buồn khi đã sống bên nhau. Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn yêu em. Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn nhớ em. Xa nhau. Mày còn ở đó ca hát được hay sao? Tao bực mình cái chuyện ca hát của mày lắm rồi đó. Trời ơi, bữa nay sao giống cái ngồi nổ quá vậy cha? Nghề của tao là nghề ca hát. Mày không cho tao ca, không cho tao hát thì tao làm cái gì tao sống? Nếu không thích nghe thì trước mặt mày tao không hát nữa. Khó khăn quá. Tao không có bực chuyện đó. Mà tao bực cái điện thoại nè. Nó làm cái gì mày bực? Hết pin hả? Ờ. Hết pin vì khách thập phương của mày đó. Tao mua cho mày cái máy nhắn. Mày liền đâu rồi? Mà sao cứ cho số di động của tao hoài vậy? Tao bán rồi. Bán rồi? Mày đừng nói với tao là mày mê đánh đề nha. Mày đừng có giống bà Thảo Linh với bà Hồng Trang là tao không có chịu á. Chơi đề hồi nào mà thua? Tao bán lấy tiền cho thằng Hùng mượn. Thằng Hùng? Mà sao mày phải cho nó mượn tiền? Trời ơi, mày nhắc tới nó tao còn thấy tao tức cành hông. Nó lên chung cư 62 đổ cá ngựa. Bị bắt giữ ở phường 6 tiếng đồng hồ. Còn bị phạt tới 500 ngàn nữa. Nó không có tiền. Nên tao phải bán cái máy nhắn tin của tao cho nó mượn đỡ. Tốt quá ha. Có tốt bụng thì đừng có làm phiền tao. Thể cứ một chút cái là reo. Một chút cái là reo. À, cho tôi gặp ca sĩ Phi Trường đi. Ê, cho em gặp ca sĩ Phi Trường đi. Cho em gặp anh Trường suốt ngày cứ trường trường hoài sao tôi chịu nổi. Mày thì bạn bè của mày nghèo, nhờ điện thoại của mày đi làm ăn mà mày cũng làm khó nữa. Nghệ sĩ bây giờ khổ lắm mày ơi. Nếu họ kiếm tao tức là tao đắt xô. Đáng lẽ mày chúc mừng tao mày còn la tao nữa. Không dám mừng đâu. Nếu họ gọi điện thoại cho mày đi hát thì tao cũng ráng nghe, ráng ghi lại, ráng báo lại cho mày hay. Đằng này, tao cứ nghe trôi lối bên tai toàn là giọng của các cô. Đúng, tao cho các cô, chứ tao đâu cho các anh. Cô ở Biên Hòa, cô ở Hậu Giang. Nào thơm, tho, mít, xoài, mận, ổi. Không gặp được mày, họ nắng nhé gần xa. Họ chửi mày, mà tao nghe đây nè. Tính của tao thì ưa giao thiệp rộng, hay nói hay cười nên được lắm người thương. Họ có gọi mày thì mày về đây nhắn lại. Bạn bè với nhau mày đừng nên ích kỷ, đừng làm cho tao bị mất hết cảm tình. Vậy thì tại sao mày không cho số điện thoại ở nhà, lại cho số di động làm gì hả? Bất tiện cho mày mà phiền bức cho tao. Vì muốn lấy lè chứ đâu có bí ẩn gì. Nếu như mày cảm thấy phiền lòng thì cứ đem nó mày tặng lại cho tao đi. Được thôi, ngày mai mày sẽ có một cái xài lấy lè. Mày mua cho tao. Đóng luôn phí quà mạng cho mày. Đóng luôn tiền thuê bao hàng tháng. Chắc mày là ông nội tao á. Mày mới nói mà. Mày coi ai mua tao mày bán tao luôn đi. Vậy tao không lấy đâu. Nói thiệt với mày, tao đâu phải là ca sĩ ngôi sao. 10 bữa nửa tháng mới có được con số. Tiền không đủ ăn, lấy đâu ra tiền đóng điện thoại. Rồi mày cứ tiếp tục lấy số điện thoại của tao mà cho tùm lum hả? Ngoài mấy cô mày nói ra, tao có cho ai nữa đâu. Phải không? Vì mới vừa rồi có cô Hai Thia nào gọi cho mày vậy? Hả? Hai? Hai Thia có gọi cho tao hả? Ừ. Tao nói gọi lộn số. Tao tắt máy rồi.
Trời ơi trời ơi, Châu ơi Châu, mày nỡ đối xử phũ phàng với tình yêu vừa chớm nở của tao vậy đó hả? Ủa, mày có mối tình đầu hồi nào mà tao không biết vậy? Mới 11 ngày à. Ở xứ nào? Có cái tên Hai Thiên ngộ quá gì mày? Trời ơi, nói cho mày nghe, là một em gái có cái dáng nhon 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 gì nè, tánh tình rất là vui vẻ. Nè, tôi nhắc cho mày nhớ, ở kế bên nhà của em Nguyệt đó, cổ hay qua nhà em Nguyệt chơi hoài, mày quên rồi sao? Trời ơi, là cái cô mặc đồ toàn là màu lơ mi nơ không đó hả? Ừ á. Trời ơi là Trường. Cái gì? Bộ mày không thấy tấm gương của tao sao mà mày còn nhào vô chỗ đó nữa? Xứ đó hồi xưa bị rải chất độc khai quang gì đặc, chất độc thấm xuống đất, hòa vô nước, và người ở đó bị nhiễm vào cơ thể rồi. Nguyệt đó, mày không thấy sao? Mày đúng là điếc không sợ súng mà. Cái gì là điếc không sợ súng? Một khi tao đã yêu rồi thì dù trời có đánh tao một cái đùng trái đen thui, tao cũng yêu nữa. Yêu nhau ông trời ông không có đánh đâu. Vậy chứ mày sợ cái gì? Nếu như cổ bị nhiễm chất độc như Nguyệt, mai mốt về làm vợ của mày, lỡ cổ sanh cho mày một đứa con có hai cái đầu, ba cái cẳng thì mày có sợ không? Chân thành xin lỗi mày. Mắc mớ gì mày xin lỗi tao? Tao xin lỗi mày để tao chửi mày. Hả? Ngon. Bữa nay mày dám chửi tao hả? Chửi sao? Chửi tao nghe coi. Mày ngoái cái lỗ tai lên để mày nghe tao chửi. Sẵn sàng. Châu, mày là một thằng đàn ông điểu cán, hèn hạ, một kẻ bất nhân, một người bất nghĩa, là một kẻ vô lương tâm, một tên độc ác. Mày biết chưa? Châu à, dù tao có nghèo khổ tha phương, không thể cùng mày đi chung trên con đường học vấn, nhưng cuộc đời vẫn dạy cho tao thế nào là nghĩa nhân đạo lý. Biết gìn giữ thủy chung và giá trị của ân tình. Mày hãy nghe tao nói, trước khi mày nổi trận lôi đình, mày kể thế sang giàu với giành giật tình yêu của bạn, là tự rước vào mình tội bất nghĩa bất nhân. Châu à, trước nghịch cảnh của bản tình mà mày ngoảnh mặt quay lưng, thì mày là kẻ vô lương tâm, là một tên độc ác. Yêu mà không dám đương đầu cùng số phận, thì có khác chi là một kẻ đê hèn. Mày có ý thức được hết hậu quả của căn bệnh đó không mà mày nói? Còn tao, tuy không thành hôn với Nguyệt, nhưng không có nghĩa là tao quay lưng ngoảnh mặt. Tao sẽ lo lắng tận tình mỗi lúc Nguyệt cần mà. Tao chửi mày nãy giờ, mày có giận tao không Châu? Không. Không giận? Không thì mày nghe tao chửi tiếp nè. Mày đã đưa Nguyệt ra giữa đại dương bát ngát rồi, lại đứng quanh tay mà bỏ lái buông chèo. Để Nguyệt phải mày nói là mày yêu, mà trong lòng mày đầy con tính. Mày xài hai chữ chân thành mà còn so sánh thiệt hư. Còn tao nè, tao chưa thề hẹn hôn nhân, nhưng một khi tao đã chọn thì dù người yêu của tao có thế nào đi nữa, tao vẫn bền gan chấp nhận và gìn giữ tình yêu đơn hơi thở. Ủng hộ anh, đó mới chính là một tình yêu đích thực. Mai, cả Mai mà cũng có một quan niệm như nó sao? Nếu Mai ủng hộ tôi thì Mai nói phụ tôi đi, nói cho thủng lỗ tai nó đi, cho tét cái bàn nhĩ nó đi, tôi mệt rồi đó.
con người của tôi sống rất là thực tế. Tôi có thể chia sẻ đùm bọc bằng vật chất, nhưng tôi không thể nào chọn một người vợ mà tôi biết rằng không thể mang hạnh phúc lại cho tôi. Anh Châu, thực tế thì bao giờ cũng có giá trị riêng của nó, nhưng anh đừng quá lạm dụng nó để áp đặt vào thứ tình cảm thiêng liêng. Cái hạnh phúc mà anh đòi hỏi là thứ hạnh phúc nhỏ nhen bình thường trong cuộc sống. Anh mong có vợ đẹp, anh muốn có con tinh, chớ đâu cần nghĩa ân cao đẹp của tâm hồn. Anh giàu sang, anh có tài, những thứ anh cần á, rồi đây anh sẽ có. Nhưng anh Châu ơi, để được người yêu kính trọng tôn thờ sẽ không bao giờ có được đâu anh. Thôi Mai ơi, tụi mình với nó đi trật đường rầy rồi, stop ở đây là vừa rồi đó Mai. Phiên tòa kết thúc. Tội nhân tự phong bản án cho mình đi. Tao đi dọn đồ. Mày đâu đó? Đi mướn phòng trọ đi ở. Chửi mày tanh bành té bẹ rồi, mày đâu có cho tao ở đậu nữa. Làm ơn đừng như con nít vậy. Ai đuổi mày mà mày đi? Không đuổi thì tao tiếp tục ở, đỡ tốn tiền mướn nhà. Còn tôi, tôi phải đến ngay với Nguyệt đây. Nguyệt bây giờ ra sao rồi Mai? Nó trốn đi mất rồi. Trốn đi rồi? Nguyệt trốn đi đâu? Chắc Nguyệt lánh mặt ở đâu đó thôi. Tội nghiệp, tinh thần của nó suy sụp lắm rồi. Mai về dưới gặp Nguyệt nhắn giùm tôi, bảo Nguyệt đừng tuyệt vọng, còn nước còn tát mà. Cứ đưa Nguyệt lên đây, tôi sẽ nhờ bác sĩ giỏi điều trị cho Nguyệt. Mọi chi phí thuốc men tôi sẽ lo hết. Đây nè, Mai cầm ít tiền về dưới đưa Nguyệt lên đây. Cầm đi Mai. Anh Châu, tôi tới tìm anh là do yêu cầu của Nguyệt mấy ngày trước. Nó bảo tôi gửi trả số tiền 10 triệu đồng này lại cho anh. Tại sao vậy? Nguyệt rất cần nó mà. Tôi chỉ tôn trọng ý kiến của Nguyệt thôi. Nó còn nhắn tôi nói với anh rằng để bội ước không cần phải tốn đến 10 triệu đồng đâu anh Châu à. Anh hãy giữ lại đi. Chào anh. Mày thấy chưa? Từ đây tao ráng chạy xô, cực khổ mấy tao cũng chạy, giá bèo mấy tao cũng chạy, rồi xài tiết kiệm lại để dành tiền giúp cho cô Nguyệt. Kệ nó, 50-70 ngàn gì cũng được, ăn thua là ở chỗ tấm lòng. Có khi là 50 ngàn đồng bạc của tao á là có giá hơn 5-10 triệu của mày đó Châu à. Tao đi à. Dạ thưa bác, con mới về. Nghe giọng nói của con, bác nghĩ chắc vẫn chưa có tin tức gì của con Nguyệt. Dạ, vẫn chưa bác à. Nhưng bác đừng lo, sớm muộn gì á con cũng tìm ra em Nguyệt thôi. Nguyệt không có sao đâu bác à. Bác đừng có lo nghe bác. Gia đình này mang nợ của mẹ con nhiều quá. Lúc bác trai đang nằm bệnh viện, căn nhà này chính má của con. Má của con đã chặt tre đốn lá, một mình dầm mưa gian nắng đi dựng nó lên. Em trai của con chưa đầy 2 tuổi, con ngồi giữ em ở gốc cây bả đậu ngoài kia. Rồi má con mất, rồi con lớn khôn, căn nhà này cũng một tay con sửa sang dung đất. Trong thâm tâm bác, đây là nhà của con đó Toàn ơi. Bác ơi, thôn xóm láng giềng giúp nhau đó là chuyện bình thường, không đáng để nhắc lại đâu bác à. Nhưng lương tâm bác buộc bác phải nói, vì bác tin rằng linh hồn của người đàn bà nhân hậu đó vẫn còn phảng phất đâu đây.
và vẫn còn nghe còn thấy, để cho bác được nói lên những lời tạ lỗi với cả thành tâm, vì đã không giữ được chút nghĩa tình như những ngày cùng đói khổ bên nhau. Bác đừng nói vậy, bác không có lỗi, và má của con cũng không có hờn cách gì bác đâu. Bác à, Nguyệt với con không thể nên đôi, trong khi con vẫn giữ diện ân tình, rồi bây giờ nhục lắm bè bàn lắm con ơi. Bác ơi, đâu phải nghĩa nào cũng được đáp đền bằng hai chữ tình yêu. Con ơi, phải chi bác trai đừng bị hành hạ bởi những cơn đau, và sức lực của bác không bị tốn hao trong những ngày nắng sương tần tao, thì tình của hai con đâu chịu tả tơi trong bão loạn quay cuồng. Và nó đâu hụt hẫng chơi vơi trong bất hạnh đau buồn. Ôi người ta bao lòng mẹ bao la nhiều bờ bên, nhưng sao tôi lại không đủ sức tài mà che chở cho con tôi. Trước kia tôi cứ lo nó sống chịu mồ côi, khi chiếc lá cuối mùa rụng rơi trong mưa gió. Giờ tôi lại sợ mất con lúc nào chưa biết rõ, để hai chiếc lá vàng dò gió lúc tàn thu. Trong hoàn cảnh bây giờ, chúng ta phải thật vững vàng cứng rắn, khi tìm được Nguyệt rồi á mới có thể giúp Nguyệt bình yên được bác à. Điều đó bác đây có thể làm được, nhưng bác hiểu con gái bác mà, vừa dằn vặt vì cái dâu thề với con, vừa tổn thương vì bị thằng Châu từ hôn với nó, rồi lại thêm cái tính sét đánh từ căn bệnh quái ác kia, bao nhiêu bất hạnh cứ theo nhau đổ xuống. Ngoài con ra chứ không còn ai có thể an ủi nó được đâu Toàn. Thưa bác, lúc mới là kẻ bị phụ dâm, hay sau khi Nguyệt đón nhận niềm bất hạnh, thì bao giờ trong lòng con cũng nguyên vẹn những tình cảm thuở ban sơ. Nếu Nguyệt vô cùng Châu nên nghĩa vợ chồng, thì con sẽ coi hai bác như là cha mẹ ruột. Còn nắng, gia đình đã gặp cơn hoạn nạn, thì con sẽ là hơi thở với niềm tin, vẫn giữ trong lòng câu thề hẹn sắp đến, dù mãi mãi không sống đời chồng vợ. Nhưng Nguyệt với con trời đã sẽ duyên nợ, thì nghịch cảnh ra sao cũng gắn bó trọn đời. Nhiều khi bác nghĩ người bất hạnh nhất trong chuyện này là con đó. Được sống trọn vẹn cho những người thân yêu phải là điều hạnh phúc chứ bác. Thưa bác, con mới xuống. Chào Toàn. À, chào cháu. Toàn, ở đây nói chuyện với bạn nghe. Bác vô nhà coi bác trai thích chưa. Ở chơi với Toàn nghe cháu. Dạ. Châu, xuống đây có chuyện gì vậy? Nghe Mai nói Nguyệt bỏ nhà ra đi. Không phải là bỏ nhà ra đi, mà Nguyệt muốn tìm một nơi yên tĩnh để lắng dần những khổ đau dồn dập. Không bao lâu Nguyệt sẽ quay về thôi cháu à.
Tôi cũng cầu mong như vậy. Tôi xuống đây cũng muốn gặp Toàn để bàn một chuyện quan trọng. Toàn giúp tôi thuyết phục hai bác, để tôi được đưa bác trai đi giải phẫu như lời tôi đã hứa. Chuyện đó sao cháu không bàn thẳng với bác gái mà lại bàn với tôi? Tôi nghĩ bác gái còn giận tôi nên tôi sợ. Giận á thì tôi nghĩ là bác không có giận đâu. Nhưng chuyện thợ ôm của một người nào á thì chắc là bác sẽ đắn đo kén chọn. Với những chuyện vừa xảy ra, tôi nghĩ thành ý của cháu bác sẽ không nhận đâu. Tôi khổ tâm lắm. Ba tôi đã lo xong thủ tục cho tôi đi du học. Nếu chưa biết được tin tức của em Nguyệt và chưa làm tròn lời hứa thì tôi ra đi không yên tâm đâu Toàn à. Đó cũng là một cách rũ bỏ trách nhiệm, giải thoát lương tâm, mà người đời người ta thường gọi là ngụy quân tử, là đạo đức giả đó Châu à. Có phân minh bài giải trong lúc này cũng không còn ý nghĩa. Nhưng Toàn ơi, không phải loài trái ngọt thơm nào cũng có được bên ngoài một lớp vỏ xinh tươi đẹp đẽ. Thì một hành động thiếu nghĩ suy nhất thời nóng nổi cũng đâu thể nói lên giá trị của con người. Không chỉ thời gian qua mình cùng nắng mang chua xót ngậm ngùi, mình đã yêu Nguyệt bằng một tình yêu nồng thắm, nhưng giá trị của ân tình thì mình chưa định nghĩa được sâu xa, nên đã gieo sầu chuốc tuổi cho người ta, còn bị tiếng đời mỉa khinh và nguyền rủa. Thôi thì mình gây ra mình phải cảm nhận lặng, chỉ mong đem chút thành tâm mà chuộc bớt sai lầm. Dù thật hay không thì rồi đây Châu cũng sẽ lên đường du học. Mọi chuyện có lành dữ thế nào rồi cũng sẽ qua đi, và cuộc sống mới, hoàn cảnh mới sẽ đón chào ngày Châu trở lại. Thì trăn trở làm gì một lời hứa hôm qua với Châu? Toàn có biết không, ba tôi đã giận tôi vì chuyện tôi xin ở lại quê nhà, hủy bỏ chuyến đi du học. Đừng, đừng Châu, đừng thêm một lần nóng nổi thiếu nghĩ suy mà đánh mất một tương lai sáng làng. Châu có ở lại đây thì mọi sự tình vẫn vậy, và nếu Châu có ra đi thì chuyện vẫn không thể đổi thay. Gặp gỡ hôm nay đã cạn niềm tâm sự, tôi xin nhận ở nơi Châu cả một tấm chân tình. Tôi sẽ thuyết phục gia đình đưa bác ca đi làm phẫu thuật, để Châu được nhẹ nhàng thanh thản trước lúc đi xa. Và tôi sẽ lựa lời phân minh cùng với Nguyệt, giữ lại nghĩa tình cao đẹp của chúng ta. Được vậy, tôi cảm ơn Toàn nhiều lắm. Tôi đã hẹn với bác sĩ chuyên khoa, hai ngày nữa đưa bác trai nhập viện. Mọi thứ tôi chuẩn bị cho bác trai đầy đủ hết rồi. Còn về phần của Nguyệt, sau khi tôi đi rồi, ở đây ba tôi sẽ hết lòng lo lắng cho Nguyệt. Đó là tất cả tấm lòng chân thật của cha con tôi. Toàn à, Toàn hãy giúp đỡ tôi hoàn thành tâm niệm trong lúc tôi vắng mặt nha Toàn. Hứa đi Toàn. Được, tôi hứa. Cảm ơn Toàn nhiều lắm. Cảm ơn Toàn nha Toàn. Anh Trường, hả?
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, dạ. Anh làm gì vậy? Ủa? Em thia hả? Ủa? Trời ơi, vậy mà anh tưởng sư cô hay chú tiểu gì kêu chứ. Ê, anh Toàn ở đâu mà anh ở đây ngủ ngon lành vậy? Nó đang trò chuyện với sư thầy ở trong đó. Rồi có tin tức gì chưa? Ai biết. Nó hỏi xong anh thấy sư thầy lắc đầu một cái nhẹ nhàng là anh bay ra đây liền, nằm ngủ một giấc. Bộ hổm rày anh thiếu ngủ dữ lắm hả? Nhìn cặp mắt của anh là em biết rồi, hỏi gì nữa không biết. Mới đặt chân xuống tới đây là thằng Toàn nó kéo anh đi hết sông lớn tới sông nhỏ. Kinh rạch hồ ao hay cái chỗ nào có người chết trôi là nó lôi đầu anh đi nhìn xác. Sau đó thì hang cùng ngõ hẹp, bệnh viện, trại mồ côi, hễ chỗ nào có người ở là nó lôi cổ anh tới tìm người. Đôi nó không cho ăn, khát nó không cho uống. Hôm qua nè, nó nghe có người nói phong phanh về tin tức của em Nguyệt, thì suốt cả đêm nó ngồi đứng không yên. Báo hại anh đây cũng không chợp mắt chút nào. Vừa sáng sớm nó giận mình kéo chân rồi lôi tuốt anh đi. Thân thể đau nhừ, chân tay mỏi rụng, còn cặp mắt thì lờ đờ. Chưa đầy nửa tháng mà thân hình của anh như tàu chuối phơi khô. Mọi người ai ai cũng muốn tìm cho được, giúp đỡ lần nhau, sao mà anh cứ than gian à? Anh kể sự tình chứ đâu phải than gian. Không than mà cứ nhăn nhó thở ra, mặt mày anh ủ chột thì tại người ta mệt, có ai mệt mà tươi đâu. Không tươi thì cũng được, nhưng đừng nên quá tệ. Thôi vậy thì anh cũng ráng cười cho em vừa bụng ha. Trời ơi trời, giống khỉ ăn ớt quá. Kỳ vậy. Bởi vì người ta nói khó sống làm sao cho vừa bụng con người. Nè, có tiền không? Chú mượn đỡ 2,000 coi. Gì ạ? Mua đỡ khúc bánh mì ăn cho nó đỡ chứ làm chi. Hồi sáng giờ có ăn uống gì đâu. Bị cái vụ này mà xô xiết của tôi cũng lũng bà hết trơn rồi. Muốn gì thì nói chứ ai biết đâu mà lo. Nè, cầm ít tiền xài đỡ đi. Nhịn ăn nhịn uống hoài lỡ bệnh khổ lắm á. Trời ơi, xin có 2,000 sao cho nhiều vậy? Thôi được rồi, em ở đây nghe. Thằng Toàn có hỏi em á thì em nói là anh ra ngoài nộp nhân liệu xong anh chạy vô liền. Coi lóc chóc vậy chứ. Dễ thương muốn chết luôn. Ủa, thằng Trưởng đâu mà em đứng đây có một mình vậy? Ảnh mới đi mua khúc bánh mì ăn đỡ đói rồi. Anh ơi, có tin gì chưa anh? Sư thầy nói á, cách đây 10 ngày có một cô gái tới đây xin làm công quả. Nhưng cô ấy tên là An chứ không phải tên là Nguyệt. Ngày nào cũng vậy, sau khi tụng kinh buổi sớm á thì cô ấy lao vào công việc, không một phút lơi tay và không trò chuyện với ai. Công việc vừa xong là quỳ trước Phật đài, cầu nguyện rất lâu và tỏ ra thành tâm lắm em mà. Vậy thì bây giờ cô gái ấy ở đâu? Không có mặt ở trong chùa hay sao? Hôm nay ngày đầm chùa có đãi bốn chai, cô ấy theo mọi người đi chợ lúc mờ sương. Con chắp tay xin cầu khẩn với Phật trời cho cô gái ấy đúng là huệ của chúng con. Em tới đây rồi, hai bác đâu rồi? Nghe tin nhắn á, cái em lật đật chạy qua nhà định đưa hai bác tới đây nè. Vừa lúc đó cái chị Mai sửa soạn đưa bác trai đi nhập viện. Nghe tin chỉ mừng quá à. Chỉ biểu em chạy tới đây trước đi, còn chị sẽ đưa hai bác tới sau. Trường, mày biết cái gì vậy? Chuyện gì vậy anh Trường? Anh sao vậy? Trời đất ơi, mày mắc nghẹn hả Trường? Sao? Có người bị xe đụng hả? Trời ơi, chắc là anh chọc người ta rượt, người ta đánh anh phải không? Vậy chứ cái gì? Mày nói mau đi. Nói. Nguyệt. Nguyệt. Nguyệt.
em định bỏ đi đâu nữa? Em có biết là mọi người đi tìm đi kiếm em khổ sở lắm không Nguyệt? Nguyệt, gần nửa tháng nay mọi người quên ăn bỏ ngủ, chia nhau tìm kiếm Nguyệt khắp ngõ hẻm hang cùng. Hai bác cứ khóc mãi ngày đêm vì thương nhớ, làm sao mà Nguyệt nỡ đành tâm như vậy hả Nguyệt? Thôi trời ơi, cần cổ tôi còn rác ông nội ơi. Thôi, để hai người họ nói chuyện với nhau đi. Em dẫn anh vô chùa xin miếng nước uống coi. Mắt nghẹn muốn chết nè. Đi đi, lẹ lên đi Nguyệt. Tại sao mọi người không thể coi như là tôi đã chết? Cái chết bất ngờ sẽ đỡ đau khổ hơn là phải nhìn tôi chết một cách lần mòn. Còn tìm kiếm tôi chi nữa? Vì mọi người đều hết sức yêu quý em, vì không ai nỡ để cho em một mình ôm lấy niềm bất hạnh. Thà cứ để cho riêng em tìm chung bình yên cho phút cuối cuộc đời, để lúc ra đi không lưu luyến ngậm ngùi. Sự ràng buộc của tình thâm nó cao quý thiêng liêng và đã trở thành bất diệt. Càng nặng nghĩa ân càng sâu thương nhớ thì có nghĩa gì đâu khi cách mặt xa. Lòng hồi ta nắm tay nhau mơ ước chuyện tâm đồng, mình chưa biết được vô vàn bất hạnh sẽ đưa đầy ân tình qua muôn thác gần cao. Sau chuyện ly tan giờ gặp gỡ lại nhau, anh vẫn dở dàng câu hẹn thề năm trước. Dù sự sống của em thế nào chưa biết được, nhưng anh vẫn cùng em chung thủy đến bắt đầu. Cuộc sống của em sẽ có nhiều ý nghĩa, dù chỉ một ngày cũng quý tựa trăm năm. Nếu như em biết dâng hiến cho đời, thời gian ngắn ngủi nhưng ngập đầy tình yêu. Em còn có thể làm gì cho cuộc đời này nữa? Thời gian không chờ đợi ai hết, rồi ngày đó sẽ tới. Em muốn dành quãng đời còn lại mà thành tâm cầu nguyện, để xoa dịu nỗi đau của những con người bất hạnh. Điều đó cũng tốt, nhưng tại sao em không làm những chuyện khác có ý nghĩa hơn?
những mảnh đời bất hạnh cần có một bàn tay chăm sóc hơn là những lời nguyện cầu mà họ không nghe không thấy. Họ cần sự quan tâm gần gũi để họ không mang mặc cảm là xã hội đang ruồng bỏ lánh xa. Những việc làm đó mới thiết thực và ý nghĩa hơn người cả. Rồi còn ba má em nữa. Em biết không, hôm nay là ngày ba em nhập viện để làm một cuộc giải phẫu. Đó là việc làm mà cháu muốn ngỏ lời tạ lỗi cùng em. Ba má rất cần em. Em chính là niềm tin, là nghị lực giúp cho cha mẹ mình vượt qua cơn nguy hiểm. Nguyệt ơi, mọi người rất cần em. Dạ. Hơn ai hết, anh cũng rất cần em trong cuộc sống Nguyệt à. Anh Toàn. Nguyệt. Anh Toàn. Em làm ơn suy nghĩ trước đi. Muốn gì thì cứ nói một lần cho anh đi lấy một lượt luôn đi. Rồi anh đi làm việc nữa chứ. Cứ vừa ngồi xuống là mình ơi, vừa đứng dậy là mình à. Em kêu hoài em không mệt, nhưng mà anh chạy tới chạy lui anh chóng mặt luôn rồi nè. Thấy không? Vậy thì mình đem dẹp hết mấy thứ này đi. Dao nè, rổ nè, nước nè, khăn nè. Gì vậy? Trả hết lại chỗ cũ đi. Rồi tự ơn tôi đi lấy. Không cần mình đâu. Trời ơi, thiệt là khổ hết sức vậy. Nè, thì anh nói vậy thôi, chứ anh có than phiền gì đâu mà em giận dữ vậy. Tôi biết mà. Bây giờ lấy được tôi rồi. Thôi thôi đừng có khóc mà. Tôi lại bụng ba gà chửi. Gà nuôi xấu xí vậy nè. Nó đang giáng tôi. Mọi người thờ tôi à. Không có, không có đâu em ơi. Được rồi, nếu mình thấy là tôi phiền á, thì mai nay tôi dọn đồ qua nhà bác Tư tôi ở. Không còn ai sai biểu mình nữa đâu. Đâu mà. Đâu mà, anh lỡ lời nói bậy mà. Anh xin lỗi nha. Xin lỗi nha cưng, đừng giận nha cưng. Không có xin lỗi gì hết á. Rồi làm gì nè. Thấy ông chồng như mình á, tôi gọi kể luôn. Tôi thấy hoài à. Thấy gì? Lúc chưa cưới thì sớm săn kiều đó. Nói cái gì cũng nghe, biểu cái gì cũng làm. Mở tối mắt lè lưỡi cũng cười vậy à. Chứ không có dám thà một tiếng nữa. Tôi biết mà. Đời mà. Không có à. Ai chứ anh là không có vụ đó à nghe. Chưa cưới cũng vậy, cưới rồi cũng vậy. Lúc nào anh cũng coi em là số một trong lòng anh hết á. Mình sao? Anh nói thiệt á. Nè, em có bầu làm anh vui quá chừng. Muốn cho em bình yên ngơi nghỉ, công việc nhà anh lo. Từ nấu cơm tới giặt đồ một mình anh làm. Trâu bò heo cuối tới cả bầy vịt gà. Quét nhà chẻ củi gánh nước về đầy luôn. Rồi công việc trên đồng, săn sóc người vợ yêu. Dù có cực thêm anh vẫn cười. Cái miệng của anh công thiệp kéo già non. Nói xuôi cũng được mà nói ngược nghe cũng tài à. Vừa mới cằn nhằn mặt nhanh như khỉ ăn ớt. Rồi quay ra nịnh nọt nghe nó ngọt làm sao á. Đúng thiệt là mấy ông hậu xô mà. Em đừng có nói càng mà mất bụng người ta. Bầu xô cũng có người này người khác chứ em. Còn anh giờ đây đã là một người chồng yêu vợ hết lòng, gương mẫu không ai hơn. Trời
Trời ơi, tự mình cho mình hay kìa, phải không? Vậy chứ sao? Mẫu không đó? Còn gì nữa? Nè, anh thách hết cái xóm này đó, có anh chồng nào dám thi với anh không? Vợ chồng anh Đức với chị Hà nè. Sao? Thằng Quân với con Châu nè. Trời. Chị Hạnh với anh Phúc nè. Chấp cả anh Hãn với chị Tư nhỏ luôn. Có người chồng nào mà thương yêu và thành thật với vợ như anh không? Thôi đi ông nội, nổ hoài, banh xác tôi giờ. Thôi, thành thật thiệt không? Còn phải hỏi. Vậy chứ, ngày qua anh đi đâu? Đi thôi nôi con Thanh Lùng. Xạo xạo, anh sao mà lẻo mồm lẻo miệng. Bữa trước con lành vợ thằng Thanh Lùng nó nói với em là ngày mốt mới đúng ngày thôi nôi. Mày nói láo tôi để mình đi đâu chứ? Trời ơi, nói láo cái gì? Thì đúng là ngày mốt mới ra tới là ngày đám thâu nôi của con Thanh Lùng. Nhưng mà ngày mốt á là cái ngày đám cưới của thằng Phú với cục Khanh nữa. Sợ đụng xô cho nên thằng Thanh Lùng nó mới chịu hụt lại hai ngày để khách tới dự đầy đủ đấy mà. Trời mẹ ơi, thôi nôi mà cũng sợ bể xô nữa. Cái gì mà xô xiết đây? Bộ hai người muốn tổ chức đại nhạc hội nữa hay sao vậy? Tàn! Vợ chồng tao đang nói chuyện vui chứ tổ chức xô gì đâu. Ủa? Sao bữa nay mày đi làm về sớm quá vậy? Tao đi bàn công chuyện với khách, thấy sắp hết giờ rồi cho nên tao ghé nhà luôn. À, vậy để em tranh thủ làm thức ăn cho anh ăn cơm nha. Đâu có đủ. Em ngồi nghỉ, để anh nấu cho. Thôi, bữa nay em khỏe, để em nấu cho. Mình ngồi nói chuyện với anh Toàn đi. Phải để em vận động cho nó giãn gân giãn cốt chứ. Em vô nghe. Trường à, mày đúng là người chồng diễm phúc đó. Còn mày sao không chịu đi cưới vợ đi? Mày còn trẻ mà, Nguyệt ra đi cũng đã hơn 2 năm rồi, mày còn chờ cái gì nữa chứ? Tao chỉ có một trái tim, làm sao có thể chứa đựng hai mối tình cùng một lúc được. Nhưng không lẽ mày cứ chung thủy với một người đã chết hay sao? Ngày nào hình bóng Nguyệt còn hiện hiện trong tim tao thì ngày đó đối với tao Nguyệt vẫn còn tồn tại, dù chỉ như những đợt khói chiều trên quê mẹ, hay chỉ chập chờn trong giấc ngủ mơ. Mắt vẫn buồn như gợi nhớ gợi thương, đã tạo nên ngàn sợi tơ dương. Trôi chặt tâm hồn như hồi mới biết yêu đương. Toàn à, nhưng còn tương lai, còn cả một ngày mai với bao hoài bão trong đời, cứ để lại sau lưng một đoạn buồn trong quá khứ. Có dương vẫn trọn đời cũng chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Nói thì nói vậy, chứ tất cả rồi cũng sẽ qua đi, rồi tao cũng sẽ tìm được niềm vui mới. Nhưng mà hãy để tao có thời gian đã, chứ ở chung nhà mà ngày nào vợ chồng mày cũng cứ rỉ rả bên tai tao rồi hối thúc tao hoài vậy, tao ngán lắm. Tại thương mày nên mới mong muốn cho mày được vui, được hạnh phúc. Chứ tao còn không có thời gian mà lo cho vợ, cho con tao nữa, thì hơi sức đâu mà đi lo người dân. Bây giờ mày cứ vô tâm sự với cái người trong mộng của mày đi. Tao xuống dưới coi phụ vợ tao làm bếp. Tao đi à. Nguyệt ơi, em đừng giận vợ chồng thằng Trường nghe em. Tại tụi nó thương anh, nó muốn anh hạnh phúc mà. Sáng nay anh có nhận được hai lá thư, một của Mai và một của Châu. Vậy
mà họ vẫn nhớ còn 2 ngày nữa là ngày giỗ lần thứ 3 của em rồi. Chứng tỏ lúc nào họ cũng nhớ tới em và vẫn thương em nhiều lắm. Cũng như anh nè. Dẫu cho góp mòn thời gian bao tàn phai để trơn mãi đầu sương chiều đã pha màu mây như mối tình thủy chung vẫn không phải mờ cho đến muôn ngàn sao em như linh hồn của anh em giờ tựa như khói mây chiều mong bay vẫn dương trên ngàn cây ân tình dù cho thân sâu cho khổ tìm lại chút tình yêu trong tình thân duyên nồng. Mình có nợ không duyên chưa nên vợ nên chồng thì hãy để trăng xưa ngủ yên cùng kỷ niệm đêm đã tàn rồi hãy thức dậy dòng sông nhìn khói chiều quê mẹ để thấy rằng em vẫn hiện diện bên anh bên những người thân không bao giờ cách biệt như người thánh cao anh biết em mong chờ ngày anh vui duyên mới bên người lòng anh thủy chung vàng dình và bao nhiêu ước mơ ngày xanh đời anh là mơ ước của em ước mơ của một tâm hồn bao la và đô lương nguyện coi tình của em suốt đời anh dai mượn để trả ơn đời sống trọn kiếp nhân sinh. Có ai trong nhà không cho tôi hỏi thăm. Kìa, Châu. Toàn. Trời ơi, mày về hồi nào vậy? Tao về chiều hôm qua. Sáng ra tao sửa soạn xuống thăm mày liền nè. Sáng nay tao mới nhận được thơ của mày. Sao trong thơ mày không báo cho tao biết trước vậy? Tao muốn dành cho mày sự bất ngờ mà.
tao mới ghé thăm ba má Nguyệt, hai bác chỉ nhà cho tao đó. Ờ, tao với vợ chồng thằng Trường ở chung đây nè. Tụi nó đang nấu cơm, một lát mà gặp mày chắc là thằng Trường nó mừng lắm đó. Con mày, sao? Học xong chưa? 8 năm ở xứ người chắc là mày có nhiều thay đổi lắm hả? Thay đổi cũng nhiều, nhưng kỷ niệm vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Ngày tao nhận được tin báo rằng em Nguyệt đã ra đi, tao thẫn thờ như người nửa tình nửa mê. Có lúc tao chợt thấy trên mi giọt lệ âm thầm rơi mau. Căm căm khắc nghiệt nơi xứ người, như không bằng giá lạnh ở tâm hồn. Rồi trong thương cảm bồi hồi, tao gọi tên nàng trong nhớ thương. Thời gian trôi lặng lẽ, nhưng cuộc đời bao bể dâu khổ hận. Còn lại chăng là nghĩa ân? Tám năm qua ba của mày tận tụy giúp đỡ gia đình của Nguyệt đến hôm nay. Nhờ vậy mà tao mới yên lòng ăn học và với bớt lỗi lầm trong tâm tư. Nè, mày đừng có mặc cảm nữa. Không có ai còn thích hơn gì mày đâu. Và tao tin đó là Nguyệt á, Nguyệt cũng vậy thôi. Một con người hiền lành nhân hậu như Nguyệt thì đó là chuyện tất nhiên rồi. Thôi, bây giờ mày vô nhà đi. Ăn cơm xong rồi tao dẫn mày ra thăm mộ của Nguyệt. Rồi rồi rồi, thôi xong tất cả rồi, xong tất cả rồi. Mời ông kỹ sư vô ăn. Hả? Trời đất Phật ơi! Châu! Trời ơi, mày phải không Châu? Bộ tao thay đổi dữ lắm, sao mà nhận tao không ra vậy? Nhận ra chứ sao không nhận ra? Tại tao mừng quá nên tao quên, tao hỏi lung tung vậy mà. Em ơi, em ơi em! Thi ơi Thi, ra đây có chuyện vui nè Thi ơi! Vậy la dữ vậy? Biểu ra mời anh Toàn vô ăn cơm, mắc cái gì mà? Mắc cái này nè, nhìn đi! Anh Châu! Ê, trời đất ơi! Anh Châu! Trời, thôi, 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 bà ơi bà! Đừng có nhảy, bụng dạ vậy mà cứ nhảy hoài. Thầy em mừng chứ bộ. Bộ ngoài chợ hết bán giải màu nổi rồi sao mà em mặc cái áo màu này vậy? Cái anh này, vậy mà cũng nhớ nữa. Nếu biết sau này anh cưới em về làm vợ đó hả, thì hồi mới sanh em ra đó, anh đã xúi ba má em đặt em cái tên khác rồi chứ không phải cái tên Hai Thi. Tên khác là tên gì? Tên là con Hai Màu. Quỷ anh à, dám chọc em hả? Anh chọc em nè. Trời ơi, đau đau bà. Chọc em nè. Trời ơi, trời đau. Bây giờ là một thu, năm ấy em đi cũng đổ vào thu. Từng chiếc lá vàng dưới chân anh như gọi thầm tên của một người con gái. Người ơi, bây giờ anh đã biết thế nào là tình yêu chân thành cao đẹp. Ở đó những kẻ yêu nhau có thể sống cho nhau và chết vì nhau. Ta yêu nhau và ta sống bên nhau.
với ba